Các bạn đang nghe truyện Trận Vấn Trường Sinh trên kênh TV Audio CV. Chương 496, thăm dò 2. Bởi vậy Mặc Họa suy đoán, thần thức của Lục Thừa Vân cũng có thập nhị văn, hơn nữa còn không đến thập tam văn. Không khác mình là bao, hơn nữa còn yếu hơn một chút. Tu vi Lục Thừa Vân, mặc dù là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, còn là trận sư, nhưng xem ra cường độ thần thức cũng chỉ bình thường. So với tu sĩ bình thường thì đương nhiên không tính là yếu nhưng so với mặt họa, còn kém một chút. Trước mặt họa, là thập nhị văn thần thức thật sự. Sau khi luyện hóa mấy cương thi của trương gia, bây giờ đã tiếp cận thập nhị văn đỉnh phong, chỉ là còn chưa tới thập tam văn. Hơn nữa muốn đột phá thập tam văn, đoán chừng còn có một khoảng cách. Mặt họa lập tức lại có chút nghi hoặc, lục thừa vân là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, mỗi ngày đều học trận pháp, vì sao thần thức còn chưa tới thập tam văn chứ, chẳng lẽ là mỗi ngày đều vẽ tà trận, đầu cơ trục lợi, không có hảo hảo tôi luyện thần thức, nhưng không đến thập tam văn cũng tốt. Trong Quảng thi, Lục Thừa Vân có tu vi cao nhất, thần thức mạnh nhất. Thần thức của hắn không đến thập tam văn, mang ý nghĩa tất cả thi tu trong Quảng thi, tính cả trưởng lão Lục gia, thần thức cũng sẽ không mạnh hơn mình. Hơn nữa bản thân cũng không tiết lộ với Lục Thừa Vân chuyện thần thức của mình đã trúc cơ. Cho dù là Tô trưởng lão cũng không biết. Cho nên trong nhận thức của Lục Thừa Vân, thần thức của mình hẳn là phù hợp với giới hạn của tu sĩ luyện khí, ở giữa chính văn đến thập văn. Con mắt mặt họa hơi sáng lên. Thần thức không mạnh bằng mình, hơn nữa không biết mình thần thức mạnh bao nhiêu, vậy thì dễ làm rồi. Mặt họa mở ra ẩn nặc trận, sau đó không hề thu liễm thần thức, mà thả ra một chút khí tức. Chút khí tức này đủ để lục thừa vân cảm giác được. Quả nhiên sau một lát, mặt họa liền phát giác được, một tia thần thức mịt mờ, rơi vào trên người mình tia thần thức này chính là của lục thừa vân. mặt họa làm bộ không phát hiện, sau đó vụng trộn ra cửa. hiển trần trận ở cửa đã bị mặt họa giải, cho nên không hiện ra thân ảnh của mặt họa. mặt họa ra cửa, lén lén lúc lúc ra xét thạch thất có chút quỷ dị trước đó. những thạch thất này, mặc dù có bí mật, nhưng bí mật không nhiều lắm. cho dù mình phát hiện, lục thừa vân cũng chưa chắc quan tâm. quả nhiên, mặt họa tìm hiểu hồi lâu thần thức của lục thừa vân cũng không có chút dao động nào. Mặt họa xem xét một vòng, phát hiện một ít bí mật da lông, liền trở lại thạch thất, nằm ở trên giường. Một lát sau, thần thức của lục thừa vân đã triệt hồi. Ngày thứ hai, lục thừa vân thấy mặt họa cũng không nói gì. Mặt họa lại giả vờ như, gột dạ, ánh mắt có chút trốn tránh. Lục thừa vân vẽ mặt lạnh nhạt, chờ sau khi mặt họa đi, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm hết thảy đều ở trong lòng bàn tay thì ra là ẩn nặc trận lục thừa vân thể lắc đầu chút tài mọn há có thể giấu trời qua biển hành vi sau đó của mặt họa quả thực không thể giấu giếm được lục thừa vân sau khi mặt họa ẩn nấp thân hình đi đến nơi nào lục thừa vân đều biết được rõ ràng mấy ngày sau lục thừa vân cũng có chút lười biếng nơi mặt họa đi bí mật phát hiện căn bản không quan trọng gì tối hôm đó mặt họa ẩn thân đi ra ngoài đi dạo một vòng như thường lệ sau khi trở về liền phát hiện thần thức của Lục Thừa Vân đã sớm rút đi. Dường như đã mất đi hứng thú với mặt họa. Mặt họa nằm ở trên giường, không hề động đậy. Quả nhiên một lát sau, thần thức của Lục Thừa Vân đã trở lại. Mặt họa vẫn thành thành thật thật giả bộ ngủ. Cứ như vậy ba bốn lần, cho đến khi qua giờ sửu, Lục Thừa Vân mới dừng lại. Mặt họa có chút mệt mỏi. Lục Thừa Vân này, bệnh đa nghi thật sự rất nặng trọn vẹn thời gian một chén trà, cũng không có thần thức thăm dò. Mặt họa liền vụng trộm rời giường, phủ thêm máu tràn ẩn nấp, thi triển thuật ẩn nấp, dưới sông trọng ẩn nấp, lại đem thần thức thu liễm đến cực hạn, lặng lẽ ra khỏi phòng. Thỏ khôn có ba hang, đây là du trưởng lão dạy cho hắn. Ba ngày qua minh chính đại đi dạo thi khoáng, buổi tối mở ra ẩn nặc trận, ở dưới mí mắt lục thừa vân tìm hiểu một ít bí mật không liên quan. Chờ lục thừa vân buông lỏng cảnh giác, chính mình lại thi triển ẩn nấp hoàn toàn, thần không biết quỷ không hay, đi nhìn trộm bí mật chân chính bên trong cái mỏ thi này thí dụ như trong quặng thi này có bao nhiêu bộ thiết thi có bao nhiêu hành thi trận pháp luyện thi là gì linh xu trận ở đâu âm mưu của lục gia là gì mặc họa muốn biết rất nhiều trước tiên hắn đi đến mấy gian thạch thất bị phong bế lặng lẽ mở ra một cái lỗ hổng đưa mắt nhìn sang phát hiện bên trong quả nhiên cất dấu quan tài sắt trong quan tài sắt chính là thiết thi thạch thất cùng loại phong bế mặc họa ba ngày đến qua có tầm 10 gian. Vừa nói như vậy, thiết thi rất có thể có tầm 10 bộ, hơn nữa khả năng còn không chỉ có, ngoài ra, còn có một vài mật thất. Trong mật thất cũng có tế đàn, cũng thờ phụng đồ vật. Nhưng cung phụng cũng không phải là tổ sư đồ. Mà là một ít điêu khắc quỷ quái, tàn chi cương thi các loại vật phẩm tìm kiếm cái lạ. Mặt họa không hiểu lắm. Còn có một số chỗ, thời gian vội vàng, mặt họa chưa kịp đi. Đi dạo một hồi, Mạc Họa liền đi đến cửa chính. Cửa lớn này là cửa lớn của thạch điện. Ngăn cách chính là thạch điện và giếng mỏ bên ngoài. Trong thạch điện có rất nhiều thạch thất, cung cấp nơi ở cho thi tu. Thi tu thường ngày sinh hoạt, luyện thi, khống thi cũng đều ở trong thạch điện. Mà bên ngoài thạch điện chính là giếng mỏ. Lúc Mạc Họa đi vào, chỉ nhìn thoáng qua, một mảnh đen kịt, tất cả đều là quan tài, rất kỳ quái mặt họa muốn đi giếng mỏ nhìn xem, trước mặt cách một cánh cửa lớn. Trên cửa chính vẽ trận pháp. Mặt họa lấy thần thức tính toán, phát hiện trận pháp này mình có thể giải, nhưng một khi giải được, tất nhiên sẽ kinh động lục thừa vân, cho nên lúc này vẫn không thể ra tay. Đúng lúc này, mặt họa nghe được ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng chung vang. Tiếng chung vang lên, tự hồ có vô số cương thi từ trong quan tài leo ra, len ken len ken, phát ra dị hưởng quỷ dị, không biết đang làm cái gì. Những âm thanh này, từng chút từng chút hội tụ thành sông. Mặc dù có cách âm trận ngăn cách, cũng cảm thấy ồn ào mà chói tai. Có cảm giác âm phủ tĩnh mịch, tự thi giống như người sống lao động không hài hòa. Mặc Họa nhíu mày. Lục Thừa Vân này, luyện nhiều cương thi như vậy, rốt cuộc đang làm cái gì, sẽ không là đang đào mỏ chứ quên mất một chuyện, hình như đến bây giờ cũng không có nhóm thư hữu nghĩ nghĩ, vẫn là trước không mở đi có rảnh thì đi mỏ quặng nhìn xem mặt họa thầm nói trong lòng hắn muốn biết những hành thi này đến cùng ở trong giếng mỏ làm cái gì nhưng bây giờ còn chưa ra được mặt họa rời khỏi cửa chính thạch điện lại đơn giản đi dạo một hồi liền trở về thành thật ngủ mấy ngày sau mặt họa lợi dụng ẩn nặc thuật hoàn chỉnh giấu diếm lục thừa vân tìm hiểu đại khái tình huống trong thạch điện nơi này xác thực có nhiều cương thi thực lực cũng rất mạnh thậm chí thực lực còn mạnh hơn cả lục gia. Nếu như ngày nào đó, lục gia không cho lục thừa vân làm gia chủ. Lục thừa vân ra lệnh một tiếng, điều khiển thiết thi và hành thi, chỉ sợ thật sự có thể diệt lục gia mặc họa nhíu mày suy nghĩ. Chẳng lẽ lão tổ lục gia kiên kỵ người này mới để lục thừa vân làm gia chủ, nhưng hình như cũng không đúng lắm. Xây dựng thạch điện lớn như vậy, luyện nhiều cương thi như vậy. Cần rất nhiều thể tu, trận sư, thi tu, còn cần luyện thi thảo dược, quan tài, khống thi linh, thi thể, những thứ này đổi thành nhân lực và vật lực, cũng không phải con số nhỏ. Không có lục gia ủng hộ, lục thừa vân tuyệt đối không xây được. Lão tổ lục gia và lục thừa vân đoán chừng còn có bí mật, nhưng manh mối quá ít, tạm thời mặt họa cũng đoán không được. Mặt họa suy nghĩ một chút, cảm thấy đã đến lúc liên hệ với tiểu sư huynh tiểu sư tỷ rồi. Nội ứng ngoại hợp, làm việc thuận tiện vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn bọn họ cũng có thể giúp mình mặc họa lấy ra một bộ địa đồ trên địa đồ là hình thế núi sông của mỏ lục gia mặc họa lại lấy ra một tờ giấy căn cứ ký ức phát họa ra lối vào của mỏ thi khoáng cùng phương vị đại khái của thạch điện so sánh hai bên liền đại khái đoán ra thạch điện ở trong mỏ quặng lại căn cứ vị trí phỏng đoán vách đá nơi nào mỏng nhất chính mình dễ đào ra đầu tiên phòng của mình không được. Mặt họa nhìn bản đồ, phát hiện gian thạch thất này của mình ở sâu trong thạch điện, cách núi đá bên ngoài dày nhất, muốn đào ra ngoài, tốn thời gian nhiều nhất. Hơn nữa chung quanh còn hiện đầy trận pháp, vừa đào liền xúc động trận pháp. Những trận pháp này là không thể xúc động. Lục Thừa Vân cũng là trận sư, hơn nữa trình độ trận pháp cũng không tầm thường. Hắn không phát hiện mình còn tốt, mình động chút tay chân ở trên trận pháp, hắn trong khoảng thời gian ngắn, chưa chắc có thể ý thức được. Nhưng bây giờ mình ở dưới mí mắt của hắn, tùy tiện động trận pháp, Lục Thừa Vân tất nhiên sẽ phát giác. Đồng thời Mạc Họa cũng hoài nghi, trận pháp trong thạch điện này là một thể. Lục Thừa Vân nhất định sẽ dùng thủ đoạn gì đó giám sát toàn bộ trận pháp trong thạch điện. Nếu không mình không có khả năng vừa giải khai hiển Trần trận liền bị Lục Thừa Vân phát hiện. Cởi bỏ hiển Trần trận là cố ý để Lục Thừa Vân phát hiện. Hiện tại đào địa đạo liền không thể để cho lục thừa vân phát hiện buổi tối giấu được lục thừa vân mặt họa lại ẩn nấp chạy tới mấy gian thạch thất phía bên phải thạch điện những thạch thất này trống rỗng rõ ràng là mới vừa mở không có người ở bên trong cũng không có đặc quan tài theo mặt họa phỏng đoán những thạch thất này cách vách đá bên ngoài mỏ mỏng nhất cũng dễ dàng đào nhất càng khó được chính là nơi này trận pháp rất ít xem như mặt họa suy tính ra trong toàn bộ thạch điện chỗ yếu nhất của trận pháp đào một đường hầm nhỏ là đủ rồi mặt họa móc ra một con hổ nhỏ đây là một con rối gỗ cũng là khôi lão tặng hắn tính chất giống như là gỗ nhưng lại đặc biệt cứng cỏi trên người con hổ nhỏ có linh xu trận được vẽ bằng mực linh xu trận dùng để khống chế ngoài ra trên tay chân và hàm răng của nó còn có kim trận sắc bén được vẽ bằng mực có thể khiến cho tay chân của khôi lỗi sắc bén xuyên sơn khai đạo dễ như trở bàn tay mặt họa muốn dùng tiểu lão hổ đi ra ngoài đưa tin chính hắn tạm thời còn không ra được cho nên mở một con đường nhỏ là được mặt họa tìm một nơi bí ẩn bỏ lại con hổ nhỏ sau đó dùng thần thức khống chế linh xu trận trên người hổ nhỏ lại dùng linh xu trận dẫn dắt con hổ đào núi đá trận pháp trên người con hổ nhỏ hơi sáng lên rất sống động chạy vài vòng quanh bức tranh sau đó tìm góc tường móng vuốt nhỏ cào cào đá vụn rơi rào rào xuống rất nhanh đã đào ra đường núi lớn chừng quả đấm con hổ nhỏ chui vào sau đó tiếp tục đào ra ngoài trong sơn đạo không ngừng có đá vụn và đá vụn rơi xuống mặt họa suy nghĩ một chút lại vẽ trận pháp thổ hệ ẩn nấp hóa giải tất cả đá vụn này để tránh bị người phát hiện sau đó mặt họa trở về phòng bất kể là ba ngày hay buổi tối chỉ cần lục thừa vân không nhìn trộm mình mặt họa liền dùng thần thức khống chế con hổ nhỏ đào đường hầm từ xa xa trong quảng sát tĩnh mịch, trong núi đá xám đen. Con hổ con đào đào đào, dần dần đào xa dần. Vài ngày sau, mặt họa thần thức bỗng nhiên nhẹ đi, phát giác bốn phía không có gì để đào. Đào ra rồi, mặt họa trong lòng vui vẻ. Sau đó mặt họa để cho tiểu lão hổ nằm sấp trong bụi cỏ, chờ tiểu sư huynh hoặc là tiểu sư tỷ phát hiện. Mình rời khỏi thông tiên thành, bọn họ chắc chắn biết. Nếu như bọn họ tìm mình, hẳn là cũng sẽ tìm ở phụ cận mỏ. Mà con hổ nhỏ này, xuất phát từ tay khôi lão, bản thân đã từng loay hoay rất nhiều lần, tiểu sư huynh tiểu sư tỷ cũng rất quen thuộc, thần thức quét qua, liền có thể phát hiện. Mỏ quặng bên này trống trải, khả năng bị tu sĩ khác nhặt được cũng không lớn. Mặt họa một mực đợi đến hừng đông. Sau đó thần thức khẽ động, phát hiện tiểu hổ bị người nhặt lên, hơn nửa khí tức người này rất quen thuộc. Không phải tiểu sư huynh, chính là tiểu sư tỷ sau khi con hổ nhỏ bị nhặt lên trên người dường như bị nhét thứ gì đó một lát sau lại bị ném vào đường núi mặt họa lại khống chế tiểu hổ bò trở về con hổ nhỏ bò đến cửa hang lẳng lặng chờ đợi mãi cho đến giờ tí mặt họa đợi thần thức lục thừa vân rời đi lúc này mới ẩn nấp thân hình đi tới cửa động nhặt lên một con hổ nhỏ toàn thân bụi bặm bẩn thỉu trên bụng con hổ nhỏ có nhét một tờ giấy mặt họa mở ra chữ viết trên tờ giấy xinh đẹp duy mỹ viết một câu ngươi đi đâu rồi phía sau chữ còn có một bức giảng bút họa trên bức tranh là một khuôn mặt nhỏ nhắn trên đầu khuôn mặt nhỏ nhắn có một cây gậy đang gõ đầu hắn bức tranh này vừa nhìn chính là do tiểu sư tỷ vẽ khuôn mặt nhỏ nhắn này vẽ chính là mặt họa mặt họa thấy nàng vẽ qua mặt họa trên tranh bị gõ đầu nhỏ xem ra tiểu sư tỷ có chút tức giận mặt họa có chút bất đắc dĩ nhét tờ giấy đã viết xong từ trước lên trên người tiểu hổ, trên giấy viết tiền căn hậu quả, còn có chuyện thi quặng và thạch điện. Trên tờ giấy còn vẽ một bộ trận pháp nhỏ, nếu như bị những người khác lấy được, mặt họa liền khống chế tờ giấy tự thiêu. Mặt họa lại đem con hổ nhỏ thả vào cửa hang. Con hổ nhỏ phốc phốc phốc, lại bắt đầu bò lên trên. Buổi tối ngày hôm sau, con hổ lại hồng hộc bò trở về. Mặt họa lại đi lấy con hổ nhỏ, thấy phía trên có một tờ giấy mới, trên tờ giấy đơn giản viết câu biết rồi mặt sau cũng kèm theo một khuôn mặt nhỏ nhìn không ra vui buồn nhưng xem ra tự hồ là không tức giận mặt họa nhẹ nhàng thở ra liền đem tiểu lão hổ lưu lại trong sơn đạo truyền tin cho hắn và tiểu sư tỷ bản thân mặt họa tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ mà tiểu sư huynh và tiểu sư tỷ ở bên ngoài trong lòng cũng có thể hiểu rõ trước tiên chuẩn bị một chút lại qua hai ngày lục thừa vân rốt cuộc tìm được mặt họa chấp tay khách khí nói lục mổ đã chuẩn bị thỏa đáng mời tiểu tiên sinh giúp ta một chuyện đôi mắt mặt họa hơi sáng lên hỏi gia chủ muốn ta giúp cái gì tiểu tiên sinh đi theo ta lục thừa vân làm thủ thế mời mặt họa liền theo hắn ra cửa đi qua hành lang thạch điện vòng vo vài vòng đi vào đại sảnh trước đó trong đại sảnh trương toàn cũng ở đây nhìn mặt họa hừ lạnh một tiếng nhưng hắn không nói gì cũng không dám xuống tay giết mặt họa. Mặt họa cũng, hừ, một tiếng, tính toán đáp lại, trong lòng lại tính toán, làm sao hại trương tòa một chút, sau đó lại trộn lão tổ tông của hắn. Lục thừa vân thấy hai người bất hòa, nhưng lại kiềm chế bản thân, không động thủ cũng không động khẩu, khẽ gật đầu. Trương huynh, mở cửa đi. Trương tòa nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, gật đầu nói, được. Mặt họa lại ngẩn ra, trong lòng nghi hoặc. Mở cửa mở cửa cái gì, nơi này có cửa nào, mặt họa nhíu mày, sau đó liền thấy Trương Toàn, đi đến một chỗ vách tường thật lớn. Trên vách tường, khắc bích họa, kẻ cương thi giữ tận tà nhẫn, tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, còn có vô số quan tài bị lật tung, cùng tay vươn ra từ trong quan tài. Trương Toàn nhìn bích họa, lại niệm chú, lại bấm niệm pháp quyết. Mặt họa sững sờ. Động tác này của hắn nhìn rất quen mắt động tác của hắn rất giống với hắn ở trước tấm bình phong của thôn hành thi, nhưng phức tạp hơn chút, chú niệm cũng dài hơn một chút. Vậy bích họa này, giống như bình phong, đều là cửa vào mật thất, quả nhiên sau một lát, trên bích họa, đường công lộn xộn dung hợp, hóa thành một bãi mực, vết mực lại dần dần rõ ràng, hiển hóa thành một gương mặt nửa người nửa thay. Khuôn mặt người này, uy nghiêm mà khắc nghiệt, ánh mắt tham lam. Lại bởi vì thành thi, lộ ra dữ tợn cùng đáng sợ. Sau khi mặt của nửa người nửa thi hiện ra, liền mở to cái miệng, càng mở càng lớn, cuối cùng cả khuôn mặt, đều tạo thành một cái miệng to như chậu máu. Miệng lớn hai bên có răng nanh sắc bén, răng trên răng trên dưới cũng sắc nhọn như yêu thú. Cái miệng này chính là cửa vào. Lục Thừa Vân nói, tiểu tiên sinh, mời, nói xong hắn tự mình đi về phía bích họa. Mặt họa do dự một hồi, cũng đi theo phía sau hắn, đi vào trong cái miệng to như chậu máu của cương thi này mặt họa đi vào bích họa, đi vào trong miệng cương thi, cũng đi vào trong mật đạo. Mật đạo hẹp và âm u, nhưng không hề dài. Không đến thời gian một chén trà nhỏ, sau khi đi qua mật đạo, trước mặt mặt họa bỗng nhiên rộng lớn. Đập vào mắt là một tòa tế đàn khổng lồ. Tế đàn được trang trí vô cùng tinh xảo, vàng son lộng lẫy. Cây đàn hương quý, giá cắm nến phỉ thúy, nến mạ vàng, lư hương khắc hoa văn thú kim to lớn, trong lư hương đốt hương, khói lượng lờ. Trên đàn bày ngũ sắc linh hoa, cung cấp cho heo dê linh thú. Trước đàn treo một bức tranh vàng, treo đèn lồng giao văn. Ở giữa tế đàn, có một bức tượng điêu khắc. Bức tượng này dùng vải vàng che khuất, không thấy rõ hình dáng tướng mạo. Nhưng nguyên liệu của nó cũng không phải vàng tức ngọc. Cả tòa tế đàn vừa khí phái lại xa hoa. Mặt họa liếu lưỡi, trong lòng yên lặng nói, cái đồ chơi này, phải tốn bao nhiêu linh thạch a ánh mắt của hắn nhìn xuống nhướng mày ánh mắt càng thêm rung động phía dưới tế đàn là một tòa quan tài bằng đồng to lớn trên quan tài có gỉ đồng màu xanh không biết trải qua bao lâu ăn mòn lộ ra một cổ khí tức cổ hủ bốn phía thanh đồng quan to lớn bày mấy chục bộ thiết quan quan tài sắc nuôi thiết thi có màu xanh đen nhỏ hơn quan tài đồng xanh bên ngoài quan tài sắc phóng tầm mắt nhìn lại là lít nha lít nhít quan tài gỗ đen nhánh. Những một quan này, ngàn vạn, trong lúc nhất thời, mặt họa lại đếm không ra, đến cùng có bao nhiêu cổ. Giữa các quan tài gỗ có trận văn màu máu kết nối với nhau. Trước tiên phân loại quan tài gỗ, sau đó nối liền quan tài sắt, lại thông qua quan tài sắt, lấy trận văn màu máu nối liền đến tòa ở giữa kia, trên quan tài bằng đồng xanh to lớn. Trên mặt đất của rất nhiều quan tài, còn vẽ một bộ trận pháp tà dị tất cả tà trận nối liền một mảnh tà dị mà rộng lớn trong lòng mặt họa rung lên đây là đại trận của tà đảo hắn cố gắng đè nén khiếp sợ trong lòng tĩnh tâm ngưng thần dùng thần thức suy tính số lượng trận xu và trận pháp sau đó nhẹ nhàng thở ra không phải đại trận mặc dù nhìn dọa người nhưng số lượng trận đơn kết cấu trận xu quy mô trận pháp đều không đạt được tư cách đại trận nhiều nhất chỉ có thể coi là chuẩn đại trận về bản chất vẫn chỉ là phục trận, so với đại trận, quy lực yếu hơn không ít, nhưng mạnh hơn rất nhiều so với phục trận bình thường. Đây cũng là phục trận mạnh nhất mà Mạc Họa từng thấy. Hơn nữa còn là phục trận của tà đạo. Lục Thừa Vân thấy thần sắc khiếp sợ của Mạc Họa, cảm thấy hài lòng, khóe miệng mỉm cười nói, tiểu tiên sinh, cảm thấy thế nào, Mạc Họa trong lòng có tính toán, làm bộ như không nhìn ra, thần sắc biến hóa bất định, cuối cùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói, lục gia chủ, ngài vậy mà đang xây dựng đại trận lục thừa vân khiêm tốn nói còn chưa tính đại trận chỉ là phục trận quy mô lớn một chút mà thôi nhưng trong mặt hắn cũng hiện lên một ti tự phụ hiển nhiên đối với trận pháp mình bày ra bực này có chút tự hào mặt họa lại giả vờ một bộ chưa thấy qua việc đời cả kinh nói quy mô bực này lại vẫn không tính là đại trận lục thừa vân cười hỏi tiểu tiên sinh chưa từng thấy đại trận mặt họa trừng mắt nhìn thầm nghĩ ta cũng không thể nói cho ngươi ta chẳng những gặp qua còn chủ kiến qua đại trận ngũ hành đồ yêu nhất phẩm thập nhất văn, cuối cùng còn dùng đại trận, giết đại yêu nói đoán chừng lục thừa vân cũng không tin. Mặt họa liền một mặt, thành khẩn, lắc đầu, ngữ khí ước mơ nói, chưa thấy qua, chỉ nghe sư phụ nhắc qua, trận sư chân chính có thể xây dựng đại trận, thần thức cực mạnh, trận pháp học qua cực lớn, tạo nghệ cực sâu, còn cần trù tính chung đại trận trù tính xây dựng, là đại nhân vật danh chấn một phương. Mặt họa mặt dày mày dạng, tự khen mình một trận lục thừa vân cũng gật đầu cảm khái nói không sai trở thành chủ trận sư xây dựng đại trận là truy cầu suốt đời của mỗi trận sư lục thừa vân cũng không ngoại lệ nhưng cho đến trước mắt hắn còn không có năng lực đi tạo dựng ra đại trận trước mắt tòa phục trận này cũng đã là cực hạn của hắn dù vậy hắn đã dẫn trước trận sư khác quá nhiều trận này tạo thành vận chuyển lục gia ở tiểu hoang châu giới này một tay che trời bất kể là thế lực cá nhân hay là tạo nghệ trận pháp, hắn đều có thể tiến thêm một bước. Đợi một thời gian nữa, tất nhiên có thể xây dựng ra đại trận chân chính. Trong ánh mắt lục thừa vân lóe lên giả tâm hừng hực. Mặt họa 13 tuổi đã xây dựng qua đại trận, liền đứng ở một bên, yên lặng nhìn hắn. Chờ lục thừa vân phục hồi tinh thần lại, mặt họa mới lặng lẽ hỏi lục gia chủ, đây rốt cuộc là, trận pháp gì, ánh mắt lục thừa vân ngưng lại, chậm rãi nói trận này tên là, vạn thi trận vạn thi trận mặc họa đáy lòng hơi kinh hãi vạn thi không đúng đây không phải là tên của một trận đơn thậm chí không phải là tên của phục trận chỉ là phục trận không có khả năng lấy vạn thi mệnh danh mặc họa nhìn về phía quan tài đếm không hết phía dưới cùng tà trận rậm rạp chằng chịt ánh mắt khẽ động vạn thi trận này tất nhiên là một tòa đại trận hẳn là gọi là đại trận vạn thi Phục trận hiện tại là do đại trận ban đầu cắt giảm mà thành. Năng lực trận pháp của Lục Thừa Vân không đủ, Lục gia cũng không có khả năng móc sạch của cải để xây trận pháp. Cho nên Lục Thừa Vân không xây đại trận, liền xây tòa vạn thi phục trận do vạn thi đại trận cắt giảm mà thành này. Nhưng Lục Thừa Vân lấy đâu ra trận đồ, truyền thừa của đại trận đều là tuyệt mật. Ngũ tinh đồ yêu đại trận của mình là sư phụ cho. Vạn thi đại trận của Lục Thừa Vân là ai cho hắn, huống chi đây là tà đạo đại trận có thể có tà trận truyền thừa bực này tất nhiên là ma đạo tông môn hiển hách hoặc là là yêu nhân ma đạo cường đại đáy lòng mặt họa hơi lạnh ánh mắt cũng hơi lạnh lục gia chủ trận pháp này rốt cuộc là từ đâu tới mặt họa lại nhỏ giọng hỏi lục thừa vân muốn nói lại thôi nhìn mặt họa cười nói cái này thứ cho lục mổ không tiện nói ra mặt họa cũng xin lỗi cười nói gia chủ thứ lỗi ta không nên hỏi lập tức hắn lại hiếu kỳ nói gia chủ tìm ta tới là để làm gì. Phục trận thì ta không biết, huống chi phục trận này còn là tà trận, ta chưa học qua, sư phụ cũng không cho ta học. Lục Thừa Vân cười nhạt một tiếng, tiểu tiên sinh yên tâm, ta sẽ không làm chuyện khiến ngươi khó xử. Tiểu tiên sinh xin mời đi theo ta, Lục Thừa Vân nói xong, lập tức đi về phía trước. Mặt họa cũng đi theo phía sau hắn, đi qua lít nha lít nhít quan tài, cùng từng tầng lớp lớp tà trận màu máu trên mặt đất, đi tới phụ cận quan tài đồng xanh. Phụ cận quan tài đồng, có vài chỗ trống, còn chưa vẽ trận pháp. Lục Thừa Vân liền nói, ta mời tiểu tiên sinh đến, không phải là vì vẽ tà trận, mà là muốn mời tiểu tiên sinh, thay ta xây dựng một chút, trận nhãn phục trận này. Mạc Họa nói, mắt trận của tà trận, không phải là tà trận sao, Lục Thừa Vân lắc đầu, không phải dùng thủ pháp tà trận cấu trúc, mà là dùng thủ pháp tụ linh của chính đạo cấu trúc mắt trận. Mạc Họa nghi hoặc, ngươi không phải vẽ tà trận sao, làm sao địa phương mấu chốt, lại không đi đường ngang ngõ tắt. Lục Thừa Vân thấy thần sắc nghi hoặc của mặt Họa, liền thở dài, mắt trận phục trận của tà đạo, sát nghiệp quá nặng, Lục gia ta cũng không đành lòng, Mạc Họa trong lòng thầm mắng hắn làm bộ làm tịch, ngoài miệng lại nghiêm trang khen hắn, Lục gia chủ quả nhiên có lòng từ bi, Mạc Họa trợn mắt nói dối, khuôn mặt nhỏ nhắn còn lộ vẻ nghiêm túc. Lục Thừa Vân giật mình, cả cũng không biết mặt Họa đang khen gã hay là đang hại gã, đương nhiên, hắn cũng không quan tâm thế nhưng mặt họa lại có chút khó xử ta không có trận đồ lục thừa vân liền đưa trận đồ trận pháp cho mặt họa mặt họa nhìn lướt qua trong lòng lập tức có đại khái trận đồ này là không trọn vẹn chỉ có mắt trận bộ phận tương quan của trận xu đúng là hệ thống mắt trận có thể dựa vào đó xây dựng trận pháp nhưng lại không cách nào biết được toàn cảnh linh lực vận chuyển mặt họa lại đem vạn thi trận nhìn một lần trong lòng dần dần hiểu rõ. Đại trận Tà đạo mất trận cần huyết khí và tà lực cực kỳ dồi dào để cung cấp trận pháp vận chuyển. Vạn thi phục trận này, thoát thai từ Vạn thi đại trận, cần huyết khí và tà lực sẽ ít một chút, nhưng tổng số lượng vẫn xem như là lượng lớn. Dựa theo ghi chép của trận đồ, mất trận tạo dựng Vạn thi đại trận vốn cần dùng luyện huyết trận và huyết linh trận tạo thành phục trận. Trước tiên giết người, lấy trận pháp luyện huyết, luyện hóa huyết khí của tu sĩ rút ra linh lực của tu sĩ. Lại lấy huyết linh trận, dung hợp huyết khí và linh lực của tu sĩ, hình thành tà lực, thúc đẩy đại trận vận chuyển. Cứ như vậy, cần giết rất nhiều rất nhiều tu sĩ. Mặc họa nhớ rõ tiểu sư tỷ đã từng nói. Có một số đại trận ma đạo vận chuyển, thậm chí sẽ đồ sát tu sĩ một thành, luyện huyết linh, rót vào mắt trận, khu động đại trận. Vạn thi phục trận, một lần không nên giết nhiều tu sĩ như vậy nhưng cứ thế mãi chỉ cần trận pháp vận chuyển sẽ không ngừng giết người không ngừng tinh luyện linh lực và huyết khí mới có thể cung cấp nuôi dưỡng trận pháp nam nhạc thành cũng không có nhiều tu sĩ như vậy cho hắn giết huống chi lục gia cũng không dám giết như thế nếu thật sự giết nhiều người như vậy dù là kẻ ngu cũng có thể phát hiện ra không đúng đây cũng là chuyện tất nhiên đạo đình không thể khoa nhượng trừ phi lục gia thật sự muốn tạo phản đạo đình toàn bộ gia tộc đều rơi vào ma đạo, quy y ma tông, mới dám làm như thế. Nhưng loại hành vi này, tính chất quá mức ác liệt. Một khi bị đạo đình phát hiện, tất nhiên sẽ bị đạo binh trấn giết, toàn tộc bị tàn sát, một người cũng sẽ không lư. Mặc họa đoán chừng, Lục Thừa Vân cũng không có lá gan này. Cho dù hắn có, Lục gia nhiều người như vậy, cũng không phải ai cũng dám không muốn sống như vậy. Rõ ràng là tà trận, nhưng mắt trận của tà trận không thể dùng vậy cũng chỉ có thể dùng mắt trận linh lực. Mặt họa đoán chừng, Lục Thừa Vân muốn lấy tụ linh trận làm mắt trận, lấy linh thạch làm tài liệu, luyện hóa linh lực. Đợi sau khi linh lực lưu chuyển, lại dùng tà khí trong tà trận, ô nhiễm linh lực, hình thành tà lực, từ đó khu động toàn bộ vạn thi trận. Sư phụ nói không sai, trận pháp chính đạo mới là căn bản, tà trận cũng chỉ là phương pháp đầu cơ trục lợi. Mặt họa thầm nói trong lòng nhưng mà kiến giải về trận pháp của Lục Thừa Vân cũng rất thâm hậu. Có thể nghĩ ra biện pháp chính tà lẫn lộn này. Mặt họa suy nghĩ một chút, lại uyển chuyển từ chối nói Lục gia chủ, phục trận, ta không quá quen, chỉ sợ vẽ không ra Lục Thừa Vân lại nói, ngươi làm được. Mặt họa hơi nghi hoặc một chút, làm sao ngài biết, ta nghe tô trưởng lão nói qua. Tô trưởng lão? Mặt họa nhíu mày, chuyện này cũng có quan hệ với tô trưởng lão, Lục Thừa Vân lắc đầu, không liên quan gì đến hắn. Lục Thừa Vân nhìn mặt họa, cảm khái nói lúc ta và tô trưởng lão nói chuyện phím, nghe hắn nói qua, kiến giải của ngươi đối với mắt trận xây dựng, thật sự tuyệt diệu, Lục Mỗ vừa nghe, liền giật nảy mình, kiến thức bực này, liên quan đến phục trận cao cấp, thậm chí kết cấu trung tâm đại trận, không có trận pháp truyền thừa thâm hậu, cùng trận pháp cao nhân chỉ điểm, không có khả năng có loại lý giải bất phàm này. Cho nên, ta liền bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ, muốn mời tiểu tiên sinh thay ta tạo dựng mắt trận vạn thi phục trận này mặc họa hiểu rõ thì ra là tô trưởng lão hắn nói lỡ miệng lúc ấy mặc họa dạy hắn còn dặn dò hắn không được nói với người ngoài có thể tô trưởng lão không coi lục gia chủ là người ngoài hoặc là hắn chính là muốn ở trước mặt lục gia chủ thổi mặc họa một chút thay mặt họa tăng thêm mặt mũi lại không nghĩ rằng biến khéo thành vùng tô trưởng lão đoán chừng cũng không nghĩ tới Lục Thừa Vân không phải thứ tốt lành gì. Mặt họa trong lòng khẽ thở dài. Những tâm đắc này có liên quan đến mắt trận, là cảm ngộ của hắn khi xây dựng ngũ hành đồ yêu đại trận. Trận nhãn của đại trận được xây dựng, dùng ở trên phục trận, tự nhiên dư xài. Lục Thừa Vân động tâm tư này cũng coi như bình thường. Hắn tận lực đánh giá cao trình độ trận pháp của mặt họa. Nhưng thật ra, đánh giá cao, như hắn, vẫn chỉ là một loại đánh giá thấp mặt họa suy nghĩ một chút, lại lộ vẻ khó xử, ta cũng chỉ là lý luận suông chưa chắc thật sự có thể xây dựng ra lục thừa vân lộ ra vẻ rất khoan dung, không sao, tiểu tiên sinh cứ việc thử, trận pháp luôn luôn phải thử sai. Ta tin tưởng, với sự thông minh của tiểu tiên sinh, nhất định sẽ không để lục mộ thất vọng ngủ ý, để cho hắn thất vọng, mình liền không có quả ngon để ăn mặt họa hiểu được tâm tư của lục thừa vân, thở dài, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta thử một chút. Lục Thừa Vân lại đưa cho mặt họa một ít trận đồ, trận văn, trận giải các loại đồ sách. Những tập tranh này, đối với mắt trận tạo dựng vạn thi phục trận của tiểu tiên sinh, hẳn là có chỗ trợ giúp. Ánh mắt Lục Thừa Vân không thấy hỉ nộ, tiếp theo thản nhiên nói, ta cho tiểu tiên sinh thời gian 3 ngày, trong vòng 3 ngày, vẽ xong trận đồ thiết kế mắt trận, chúng ta thương thảo một phen, lấy tinh hoa, bỏ cạn bã, cải tiến mấy lần như thế, hẳn là có thể tạo dựng ra trận nhãn đồ thức hoàn chỉnh. Ba ngày mặt họa nhẹ nhàng thở ra, lại có chút thấp thỏm, chấp tay nói vậy cứ theo lời lục gia chủ. Mặt họa liền ôm một ít trận đồ và sách lục thừa vân cho hắn, lo lắng 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 nghe, rời đi. Mãi đến khi mặt họa đi xa, Trương Toàn mới âm trầm mở miệng nói lục huynh, tiểu quỷ này, một mặt bộ dáng không nắm chắc. Lục thừa vân quay đầu lại nhìn hắn một cái, hắn không nắm chắc, Trương huynh có nắm chắc không, Trương Toàn nhếch khóe miệng, lục huynh nói đùa, tại hạ không hiểu trận pháp lục thừa vân khẽ hừ một tiếng. Trương Toàn có ý châm ngòi, hoài nghi nói, tiểu quỷ này, tiểu tiên sinh, thật sự có thể tạo dựng ra mắt trận. Lục thừa vân trầm tư một lát, chậm rãi nói hắn thiên phú tốt, ngộ tính cao, tất nhiên cũng có danh môn sư thừa, tri thức trận pháp thâm hậu vấn đề duy nhất, có thể chính là trận pháp độc lướt qua không rộng, lịch duyệt không nhiều, thực tế xây dựng trận pháp kinh nghiệm không đủ, lục thừa vân lại thở dài. chẳng qua chuyện này cũng không thể trách hắn. dù sao hắn còn nhỏ, hơn 10. Tuổi, mất ăn mất ngủ, cũng vẽ không được bao nhiêu trận pháp. Kinh nghiệm của trận pháp, làm sao có thể so sánh được với những lão trận sư nghiên cứu hơn trăm năm kia, cho nên ta mới lấy thừa bù thiếu, để hắn bằng vào học thức trận pháp, đi thiết kế mắt trận, ta thay hắn gác, tiến hành phủ chính, bù lại kinh nghiệm trận pháp không đủ của hắn. Trương Toàn nhíu mày, ngay cả như vậy, Lục Huynh, vì sao ngươi không tự mình thiết kế, Lục Thừa Vân thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra một tia không vui. Hắn thầm nghĩ trong lòng nếu ta có thể tự mình thiết kế, làm sao lại mượn tay người khác. Lục Thừa Vân nhìn Vạn Thi phục trận hùng vĩ, trong lòng hơi chấn động. Đây chính là phục trận gần với đại trận, bố cục của mắt trận, gần như đại trận. Đại trận và đơn trận là hai hệ thống trận pháp hoàn toàn khác nhau. Thần thức của mình thì đủ, nhưng học thức trận pháp kém quá nhiều. Không có trận pháp nội tình và truyền thừa thâm hậu, không có cao nhân chỉ điểm trận sư bình thường muốn học trận pháp loại đại trận căn bản không thể nào nhìn ra được chỉ dựa vào chính mình nghiên cứu đóng cửa làm xe tốn mấy chục năm cũng chưa chắc có thể cân nhắc ra nguyên cớ huống chi hắn căn bản cũng không có thời gian này chờ hắn tự mình suy nghĩ ra vẽ ra trận đồ cấu thành mắt trận hình thành trận pháp cương thi trong mỏ quặng này đoán chừng đều thiêu mất rồi trương toàn này dù sao cũng không phải trận sư nói chuyện với hắn cũng tốn sức lục thừa vân thầm hận trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tìm cho mình một cái cớ ta vào tà đạo vẽ tà trận còn muốn lấy thủ pháp chính đạo tái tạo lại mắt trận cũng có chút khó khăn trương toàn nghe vậy giật mình không khỏi gật đầu vấn đề trên học thức trận pháp hắn căn bản không hiểu cảm thấy lục thừa vân là đang lừa gạt hắn cho nên nghe cũng giống như tin mà không phải tin nhưng lục thừa vân nói ra lời này hắn đã hiểu vẽ tà trận tự nhiên vẽ không tốt trận pháp chính thống chính tà đối lập đơn giản dễ hiểu trương toàn nghĩ nghĩ lại có chút khó hiểu thế nhưng học thức trận pháp của tiểu quỷ kia thật sự bất phàm như thế lục thừa vân gật đầu đó là đương nhiên nếu không phải truyền thừa tốt có cao nhân chỉ điểm chỉ dựa vào chính hắn cho dù thiên phú tốt tới đâu làm sao có thể tuổi còn nhỏ liền trở thành nhất phẩm trận sư lục thừa vân nói xong thần sắc cảm khái đạo đình sắc phong nhất phẩm trận sư bao nhiêu trận sư đầu bạc kinh khố khổ tâm cô nghệ nghiên cứu trận pháp cả đời mới có thể lấy được tôn vinh này. Mà hắn chỉ mới 13 tuổi, cũng đã là nhất phẩm trận sư trong mắt lục thừa vân toát ra một tia ghen ghét. Mình sao lại không có vận khí tốt như vậy, gặp được sư thừa tốt bực này, bằng không trình độ trận pháp của mình, cũng không đến mức khốn đốn nhiều năm, còn tinh tiến thông thả trong mắt trương toàn cũng toát ra một tia kiên kỵ. Lại là trận sư nhất phẩm hắn chỉ biết mặt họa trận pháp vẽ tốt, lại không biết sẽ tốt như vậy lập tức trong lòng hắn lại sinh ra tham lam nhất phẩm trận sư rất có chút lãng phí không biết có thể nghĩ ra thủ đoạn bắt hắn ở bên cạnh mình thay mình vẽ trận pháp hay không hai người đều mang ý xấu bên ngoài đều là dáng vẻ điềm nhiên như không có việc gì sau đó lục thừa vân lại nói về vạn thi trận lục thừa vân suy nghĩ một chút ánh mắt hơi sáng lên nói trận này đại thành chúng ta liền bắt đầu luyện thi một khi luyện thành hiệu lệnh bày thi toàn bộ nam nhạc thành thậm chí tiểu hoang châu giới đều do người ta định đoạt mắt trương toàn cũng lộ ra hàng quan hưng phấn nói toàn bộ do lục huynh làm chủ hai người liếc mắt nhìn nhau đều là giả tâm bừng bừng nhưng trước đó một lát sau lục thừa vân chuyển đề tài ánh mắt thâm thúy lại nói ta muốn mượn tổ sư đồ của trương huynh đánh giá trương toàn ngẩng ra nụ cười dần dần nhạt đi trước đó lục huynh không phải đã xem qua rồi sao, tổ tiên trương gia phong thái vô song ta muốn chiêm ngưỡng thêm một phen Lục thừa vân khách khí nói. Trương Toàn hừ lạnh trong lòng. Chim ngưỡng, sợ là đã nếm được ngon ngọt rồi. Bộ tổ sư đồ này, ta vừa lấy về, Trương Toàn nguyễn chuyển cự tuyệt. Ta chỉ mượn nửa tháng. Nhưng Lục Thừa Vân nói, hành thi và thiết thi trong vạn thi trận này, ta sẽ chia cho Trương Huynh thêm một thành. Ánh mắt Trương Toàn sáng lên, cò kè mặt cả nói hai phần, ánh mắt Lục Thừa Vân ngưng tụ, trầm mặt một lát, chậm rãi nói, giao dịch đã định. Trương Toàn lấy tổ sư đồ ra, có chút không nỡ đưa cho Lục Thừa Vân, đồ này bị tiểu quỷ kia chà đạp quá sức, nguyên khí đại thương, đoán chừng phải dùng người nuôi một chút, Lục Thừa Vân cười nói, Trương Huynh yên tâm, dưỡng đồ mà thôi, tế phẩm còn rất nhiều, Lục mổ nhất định sẽ không chậm trễ tổ tiên Trương Gia. Hơn nữa, ta đã chuẩn bị một đại bổ phẩm, Lục Thừa Vân lộ ra một nụ cười hàm ý không rõ. Trương Toàn không biết hắn muốn làm gì, chỉ nhíu mày, sau khi mặc họa trở lại phòng, bao gồm cả xem trận đồ thời gian xem trận thư tốn khoảng một canh giờ đã đem linh lực trận nhãn của vạn thi trận xây dựng xong sau khi xây dựng xong mặt họa suy nghĩ một chút lại đốt nó đi sau đó lại vẽ một bộ kết cấu tầng dưới chót tương tự nhưng chi tiết lại xen kẻ trăm chỗ vẽ ra trận nhãn cái này thì càng đơn giản thời gian một chén trà mặt họa đã vẽ xong vẽ xong mực bắt đầu vẫy nước mặt ngoài minh tư khổ tưởng trên thực tế tất cả đều là đang mò cá hắn suốt ngày nằm nhoài trên bàn nhìn một đống trận đồ trận thư trận văn vừa xem vừa lật vẽ vẽ bôi bôi sửa đổi mày nhíu chặt chẽ trong lòng lại nghĩ giữa trưa ăn cái gì tiểu lão hổ có tin tức hay không tiểu sư tỷ có trả lời hay không vạn thi trận là dùng để làm gì bên trong quan tài đồng xanh là cái gì linh xu trận lại đến cùng ở nơi nào mà hết thảy những điều này đều bị lục thừa vân nhìn thấy hắn không biết tâm tư của mặc họa chỉ cảm thấy mặc họa làm việc nghiêm túc mà phụ trách lục thừa vân cho mặc họa thời gian ba ngày mặc họa cũng chỉ mò cá ba ngày chặng vạn ngày cuối cùng mặc họa mới cầm trăm trận nhãn đồ sai sót có chút thấp chấn đưa cho lục thừa vân xem lục thừa vân nhìn thoáng qua đầu tiên là kinh diễm không thôi toàn bộ bố cục của mắt trận quả thực là có chuyện như vậy quả thật có bóng dáng của bố cục đại trận nhưng nhìn thêm mấy lần, hắn lại nhíu mày. Chỗ chi tiết, sai quá nhiều. Bố trí trận văn cụ thể, xây dựng trung tâm, linh lực chuyển động đều rất trúc trắc, ý tưởng cũng rất xa lạ. Quả nhiên vẫn chưa đủ kinh nghiệm trận pháp lục thừa vân thầm thở dài trong lòng. Hắn chỉ ra cho mặt họa mấy chỗ sai. Mặt họa làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, cảm thán nói, không hổ là lục gia chủ, lập tức hắn lại có chút bị đả kích, thấp giọng nói trận nhãn này, Ta sợ là vẻ không tốt lục thừa vân lại an ủi hắn ngươi tuổi còn nhỏ có thể làm được đến mức này ở trong trận sư đã là phượng mau lân giác trận nhãn phục trận xây dựng vốn không dễ dàng như vậy ngươi không cần nản chí không cần suy sụp tinh thần cải tiến thêm mấy lần tất nhiên có thể xây dựng ra đồ thức trận nhãn hoàn thiện mà hoàn mỹ mặt họa nháy nháy mắt thật sao lục thừa vân ôn hòa nói đây là tự nhiên mặt họa dường như lại có lòng tin gật đầu nói được ta lại cố gắng cố gắng kiểm tra thiếu sót tranh thủ lại sửa một bản lục thừa vân cảm thấy trấn an trong lòng của hắn cũng càng thêm chắc chắn phán đoán đối với mặt họa làm người cơ linh ngộ tính cao học trận pháp nghiêm túc nhưng dù sao cũng là tâm tính trẻ con dễ dàng tin tưởng người khác trận pháp truyền thừa bất phàm trận pháp học thức thâm hậu nhưng trận pháp kinh nghiệm không đủ thủ pháp cấu trận không thạo có tài hoa có tri thức nhưng thiếu thực tiễn và ma luyện. Từ các loại ý nghĩa mà nói, đều là hạt giống tốt. Nhưng cũng chỉ là một hạt giống ánh mắt lục thừa vân khẽ nhúc nhích, yên lòng. Trong thạch thất được bày biện tinh mỹ. Mặt họa cảm giác được thần thức của lục thừa vân đang nhìn trộm hắn, liền làm bộ làm tịch, làm bộ đang cấu tứ đồ án mắt trận. Chờ thần thức lục thừa vân rời đi, mặt họa liền ném trận đồ qua một bên, bắt đầu vẽ tiểu hổ trên giấy tiêu khiển. Mặt họa một bên vẽ, một bên tính toán ở trong lòng vạn thi trận này đến cùng là dùng để làm gì luyện thi sao luyện thi gì chứ dựa theo trận pháp trận thức trước mắt nhìn từ hướng đi của linh lực hẳn là mượn dùng trận pháp lấy tà lực mênh mông quy mô lớn lượng hóa địa luyện chế hành thi cùng thiết thi từ trương gia đến lục gia luyện thi từ nhỏ theo kiểu xưởng chuyển hóa thành đại gia tộc trận pháp hàm lượng cao quy mô hóa sản nghiệp hóa luyện thi trong thời gian ngắn như vậy mượn nhờ vạn thi trận, có thể luyện chế ra càng nhiều cương thi. Nhưng thật sự chỉ có như vậy sao, luyện ra hành thi và thiết thi, khống chế như thế nào đây, luyện ra lượng lớn cương thi, lại có thể thế nào đây, lục thừa vân không thể nào, gia chủ tốt như vậy lại không làm, đi xây dựng một cái thi đạo ma tông, tự mình làm tông chủ đi hay là nói, hắn giống như lão tổ tiền gia, muốn sau lưng lợi dụng cương thi, đốt giết cướp bóc, bài trừ đối lập, để củng cố thế lực và địa bàn của lục gia mặt họa lại nghĩ tới trong vạn thi phục trận cái quan tài đồng thao to lớn kia trong một phần trận đồ lục thừa vân đưa cho cũng không liên quan đến tác dụng của quan tài đồng kia trong hệ thống mắt trận mà mặt họa thiết kế cũng không bao gồm quan tài đồng xanh kia mặt họa nhíu nhíu mày quan tài đồng kia rốt cuộc dùng để làm gì trong quan tài rốt cuộc có cái gì mặt họa sợ mình bỏ qua cái gì mấu chốt liền đem tất cả chi tiết mình cùng lục thừa vân tiếp xúc qua đều lần lượt nghĩ một lần. Nghĩ đi nghĩ lại, thần sắc mặt họa hơi giật mình. Hắn nhớ rõ Lục Thừa Vân đã từng nói, xin tiểu tiên sinh giúp ta luyện thi không phải thiết thi, là một cương thi mạnh hơn áp đảo thiết thi căn cứ nguyên lý linh su trận suy đoán. Lục Thừa Vân là lấy thiết thi khống chế hành thi, lại lấy cương thi mạnh hơn để khống chế thiết thi. Khống chế tầng tầng lớp lớp như vậy, cho dù có luyện nhiều cương thi hơn nữa, hắn cũng có thể dựa vào sức một mình, tiến hành chi phối đã như vậy cương thi khống chế thiết thi khống chế bầy thi này hẳn là dùng vạn thi phục trận để luyện nó có khả năng giấu ở trong quan tài đồng thau ở giữa vạn thi trận kia mặc họa lại suy nghĩ nhiều lần cảm thấy không sai biệt lắm trong vạn thi phục trận vẽ rất nhiều tà trận những tà trận này cũng phân loại thông qua trận văn màu máu mang quan tài gỗ hành thi nối với quan tài sắc của thiết thi lại mang quan tài sắc nối với quan tài đồng xanh ở giữa cái này phù hợp nguyên lý linh xu trận tầng cấp tiến dần lên, phân quyền khống chế. Lục Thừa Vân sẽ lừa gạt mình, nhưng trận pháp thì không. Bất kể Lục Thừa Vân ngoài miệng nói gì, trận pháp vẽ ra là cái gì thì chính là cái đó, không thể gạt được chính mình. Trận pháp bày ra chính là chân thật. Mạc Họa gật đầu. Căn cứ vào nguyên lý và cấu tạo của trận pháp, hắn đã suy tính sơ lược ý đồ trận pháp của Lục Thừa Vân. Cùng lúc đó, hai mắt mặt họa cũng tỏa sáng. Cương thi trong quan tài đồng xanh khống chế thiết thi, lại khống chế hành thi. Như vậy Linh Xu Trận trong quan tài đồng, tất nhiên quyền trọng cao nhất. Nếu như vậy, Linh Xu Trận đồ cuối cùng, tất nhiên sẽ được giấu ở trong quan tài đồng, phải nghĩ biện pháp, lấy trận đồ cuối cùng tới tay mặt họa nâng cầm nhỏ, yên lặng nói thầm. Trận nhãn của vạn thi trận, mặt họa đã sớm thiết kế tốt. Nhưng hắn vẫn sờ cá mấy lần, mỗi lần sửa đổi một chút, đi, thỉnh giáo, lục thừa vân một phen, sau đó lại cải tiến một chút. Loại đại trận thiết kế mắt trận, lục thừa vân cũng là gà mờ. Cho nên mặt họa lừa gạt hắn rất đơn giản. Một mực sửa lại 4 năm lần, mặt họa mới đưa hắn ban đầu, tốn một canh giờ đã thiết kế xong trận đồ trận nhãn, giao cho lục thừa vân. Lục thừa vân mừng như điên. Hắn không còn làm bộ ôn tồn lễ độ nữa, mà cất tiếng cười to, ở trong phòng dưới ánh nến âm trầm chiếu rọi, trong ánh mắt lóe ra giả tâm âm trầm. Sau một lát, hắn đè xuống hưng phấn nơi đáy lòng, lại thay đổi một bộ dáng ôn hòa, cười khích lệ mặt họa nói, tiểu tiên sinh, quả nhiên không làm cho lục mổ thất vọng, mặt họa ngại ngùng cười cười, may nhờ lục gia chủ, chỉ điểm. Lục thừa vân cũng thành khẩn nói là tiểu tiên sinh thiên tư thông minh, trận pháp học thức thâm hậu, lúc này mới có thể hoàn thành xây dựng mắt trận phức tạp như vậy trong thời gian ngắn như vậy. Lần này mặt họa thật có chút xấu hổ. Rõ ràng hắn chỉ tốn một canh giờ đã vẽ xong, mò cá mò mẫm 10 ngày, kéo dài cho tới bây giờ. Lục thừa vân này còn vui vẻ không thôi. Mặc họa suy nghĩ một chút, làm ra bộ dáng muốn nói lại thôi. Lục thừa vân tâm tư tinh tế, quả nhiên hỏi, tiểu tiên sinh, có chuyện gì không? Mặc họa do dự một hồi, lúc này mới lộ vẻ khó xử nói, lục gia chủ, mắt trận này, có thể để ta tự mình vẽ hay không? Lục thừa vân cũng có chút ngoài ý muốn, ánh mắt ngưng lại, trầm mặt không nói mặt họa bày ra một bộ nhiệt tình cầu học, nghĩ lại nói những ngày qua, ta phát hiện trình độ trận pháp của ta, vẫn khiếm khuyết không ít, cấu tứ trận pháp, cũng là sai lầm chồng chất cho nên bộ mắt trận này, ta muốn tự tay vẽ một chút, học để dùng, xem có thể tăng lên lĩnh ngộ của ta đối với trận pháp hay không, mặt họa vụng trộm nhìn lục thừa vân một cái, vội vàng lại nói, đương nhiên, trận này có liên quan trọng đại, nếu như lục gia chủ không tiện, vậy thì quên đi. Lục thừa vân xoay chuyển tâm tư, bỗng nhiên cười một tiếng, gật đầu trận nhãn bực này, cấu tạo phức tạp, không chỉ có cấu tứ khó khăn, khắc họa thực tế, cũng cực kỳ cố hết sức. Tiểu tiên sinh nguyện giúp đỡ, thật sự là không thể tốt hơn. Mặt họa cũng yên lòng, cười nói mặt họa nhất định không phụ sự kỳ vọng của gia chủ, lục thừa vân mỉm cười gật đầu. Vì vậy mắt trận vạn thi phục trận, liền do mặt họa tự mình đến vẽ. Mặt họa vừa vẽ, vừa vụng trộn đánh giá thanh đồng quan ở phụ cận, hắn chính là vì quan tài đồng, mới mượn cớ, xung phong nhận việc đến vẽ trận nhãn vạn thi trận. Nếu không hắn mới khinh thường vẽ mấy thứ này. Trận nhãn ở gần quan tài đồng, chỉ cần để cho mình vẽ trận nhãn, thì có biện pháp tiếp cận quan tài đồng, từ đó ăn cắp linh su trận cuối cùng. Chỉ là, cơ hội này, không dễ tìm lắm. Quan tài đồng xanh phong bế nghi mật, chưa từng mở ra, cũng chưa toát ra một tia dấu vết trận pháp. Mặt họa đành phải bắt đầu mài dũa khuôn mặt nhỏ nghiêm túc chăm chú hạ bút cũng rất tùy ý vẽ vẽ liền cố ý vẽ sai vài nét sau đó bôi xóa đi bức họa dù sao lãng phí đều là linh mặt của lục gia mặt họa tuyệt không đau lòng nhưng lừa gạt thế nào đi nữa cũng không có khả năng một chút tiến triển cũng không có mặt họa đành phải chậm rãi vẽ mỗi ngày đều vẽ nhiều một chút để lục thừa vân nhìn thấy hy vọng lục thừa vân có chút sốt ruột nhưng cũng không thúc giục mặt họa bởi vì loại mắt trận này hoàn toàn chính xác phức tạp cũng không dễ vẽ cho dù để cho chính hắn đến vẽ cũng chưa chắc tốt hơn so với mặt họa bao nhiêu cứ như vậy thời gian từng ngày trôi qua mắt trận của mặt họa cũng ngày một hoàn thiện nhưng quan tài đồng vẫn không có cơ hội mở ra quan tài đồng là đóng kín một chút khí tức cũng không lộ ra mặt họa muốn diễn toán trận văn cũng không có biện pháp diễn toán mà ba ngày lục thừa vân lại một mực nhìn chằm chằm đến buổi tối, bích họa bị phong bế, mực lại không vào được linh su trận cuối cùng đang ở trước mắt, nhưng lại không nhìn thấy. mặt họa có chút bất đắc dĩ. ngay khi hắn hết đường xoay sở, sáng sớm một ngày, lục thừa vân lại ở trước mặt hắn, tự tay mở ra quan tài đồng, dường như là muốn vẽ trận pháp gì đó. nháy mắt khi quan tài mở ra, phát ra khí tức trận pháp tối nghĩa. mặt họa tinh thần chấn động. đích thật là linh su trận hơn nữa khác với linh su trận trên người thiết thi hoặc hành thi khí tức càng thêm nồng đậm khí cơ càng hoàn chỉnh chỉ dựa vào một ti khí tức cũng có thể suy đoán những trận văn này phức tạp hơn liên quan đến kết cấu linh lực cũng tinh thâm hơn mặc họa trong lòng ngứa ngáy khó nhịn hắn rất muốn đi xem một chút mà bên kia lục thừa vân đã bắt đầu vẽ trận pháp hắn dùng chính là cốt bút ngòi bút là tóc người chấm chính là máu người trong mắt lộ ra lục quan dày đặc ở trong quan tài đồng xanh không biết vẽ trận pháp gì. Mặt họa khẽ nhíu mày. Đây chính là thủ đoạn của họa tà trận. Lục Thừa Vân đang dùng thủ pháp tà trận, đi vẽ linh su trận nhất phẩm thập nhị văn. Trương Toàn ở bên cạnh thấy mặt họa ngây người, lạnh giọng trách cứ, vẽ nhanh lên, đừng làm chậm trễ thời gian, mặt họa tính khí nhỏ nhen. Ngươi bảo ta vẽ, ta còn cố tình không vẽ, mặt họa suy nghĩ một chút, dứt khoát ném bút trong tay đi, thoải mái chạy đến sau lưng Lục Thừa Vân, thò cái đầu nhỏ ra, nhìn Lục Thừa Vân vẽ trận pháp hiện tại chính mình làm chính là sự tình, trợ trụ vi ngược, cùng lục thừa vân, có thể tính là người một đường. Xem hắn vẽ trận pháp, dường như cũng không có gì. Cho dù chọc hắn mất hứng, cũng có thể dùng tuổi của mình còn nhỏ, không hiểu chuyện lấp liếm cho qua. Ai bảo tuổi của mình thật sự còn nhỏ? Lục thừa vân đang chuyên tâm vẽ trận pháp, dường như cũng không phát hiện ra. Mà mặt họa chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn đại khái cảnh tượng bên trong quan tài bằng đồng. Trong quan tài bằng đồng còn có chiếc quách đồng. Quách đồng, cái hòm chứa xác chết. Người Trung Quốc an táng theo kiểu trong quan, ngoài quách. Quan tài lớn bao quanh quan tài nhỏ. Bên ngoài là quan tài đồng, bên trong là một chiếc quách đồng. Giống quan tài bự bọc quan tài nhỏ, mở quan tài bên ngoài, nhưng quách đồng bên trong vẫn đóng kín. Bên trong quách cất giấu, hẳn là như Lục Thừa Vân nói, là một bộ cương thi còn áp đảo và mạnh hơn phía thiết thi nhưng mặt họa không nhìn thấy. Hắn chỉ có thể nhìn thấy lục thừa vân vẽ trận pháp ở bên trong quan tài và trên quách. Trận văn hình dạng chế này, đích thật là linh Xu trận quyền trọng tối cao, mặt họa đã đem linh su trận văn của tầng 1, hành thi cùng thiết thi, thuộc nằm lòng, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra được. Cùng lúc đó, Trương Toàn thấy lục thừa vân hết sức chăm chú, không biết ngoại vật, lại sợ trận pháp bại lộ, liền hô một tiếng lục huynh, tiếng kêu này đã cắt đứt trạng thái, nhất niệm lưu loát, của lục thừa vân, trận văn dưới ngòi bút cũng đều trở thành phế thải lục thừa vân phục hồi tinh thần lại ánh mắt giận giữ nhìn trương toàn sau đó liền phát giác ra mặt họa ở phía sau nhìn lén ánh mắt lục thừa vân hơi trầm xuống nhưng cũng không tức giận mà cười hỏi tiểu tiên sinh muốn xem bộ trận pháp này sao mặt họa thành thật cực cực đầu muốn nếu không phải vì trận pháp này hắn đã không đến nam nhạc thành lục thừa vân hơi trầm tư vút cầm nói được mặt họa kinh ngạc nói ngài thật cho ta xem lục thừa vân cười nói đây là đương nhiên lúc trước đã nói rồi ngươi giúp ta vẽ trận pháp ta cho ngươi xem trận đồ tuyệt mật này mặc họa mừng rỡ lục gia chủ quả nhiên nói lời giữ lời lục thừa vân lật tay phải trong tay xuất hiện một bản sách mỏng sách cũ kỹ dường như có không ít năm tuổi phía trên tràn đầy vết cấp lục thừa vân cẩn thận mở sách ra trên bản đồ ghi chép chính là hoàn chỉnh quyền trọng phân cấp từ cao đến thấp khống chế chung nhất phẩm thập nhị văn, cực kỳ phức tạp, lại cực kỳ huyền diệu, là linh su trận chân chính, trái tim nhỏ của mặt họa đập bịch bịch. Ánh mắt lục thừa vân ý vị thâm trường nói, tiểu tiên sinh cảm thấy thế nào, mặt họa ngẩn ra, kịp phản ứng. Đầu tiên là thần sắc hắn hưng phấn, mắt lộ vẻ si mê, sau đó xem xét tường tận trận pháp, lại có chút khó có thể tin, nhíu chặt khổ tư, hồi lâu sau, giống như bị đả kích, ủ rũ, thấp giọng thở dài trận pháp này, thật khó, ta xem không hiểu vừa nói xem không hiểu bên kia lại ở trong lòng lấy thế xét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng nhớ kỹ trận văn mặc họa một bên nhíu mày giả bộ như khiếp sợ một bên tinh thần phấn chấn cố gắng ghi nhớ toàn bộ linh xu trận vào trong đầu mặc họa nhìn đến nhập thần lục thừa vân cảm thấy có gì đó không đúng vừa định nói gì đó mặc họa liền đột nhiên ôm đầu nhỏ thần sắc thống khổ lẩm bẩm nói thần thức của ta hao hết lục thừa vân hơi kinh hãi Vội vàng thu hồi Linh Xu trận, hỏi: "Tiểu tiên sinh, ngươi không sao chứ?" Sắc mặt mặt họa tái nhợt, suy yếu nói: "Không có việc gì." Hắn nhìn Linh Xu trận, lắc đầu rung động nói: "Không nghĩ tới, bộ trận pháp này cần thần thức khổng lồ như thế, ta chỉ nhìn một hồi, thần thức đã khô kiệt, điều này nằm trong dự liệu của Lục Thừa Vân." Hắn khẽ vuốt cầm nói: "Trận này tên là Linh Xu trận, chính là trận pháp trấn phái của một tông môn ẩn thế, độ khó của trận pháp, xác thực không thể tưởng tượng." Thật sự rất khó mặt họa thần sắc chán nản. Khóe miệng lục thừa vân mỉm cười, nhưng ngữ khí trấn an trận này thần thức tiêu hao lớn, không phải trúc cơ không thể học. Tiểu tiên sinh chỉ là luyện khí, thần thức không đủ, học không được, vẽ không ra, cũng là bình thường, không cần nhục chí. Tu đạo từ từ, còn nhiều thời gian, tiểu tiên sinh chỉ cần không ngừng tôi luyện trận pháp, tăng cường thần thức, cuối cùng sẽ có một ngày có thể lĩnh ngộ trận pháp này. Lục thừa vân thích lệ mặt họa. Mặt họa được cổ vũ, thần sắc phấn chấn một chút, ánh mắt kiên định gật gật đầu được. Lục Thừa Vân lại cười nói, hôm nay không còn sớm nữa, thần thức của tiểu tiên sinh hao tổn quá độ, có chút khó chịu, có thể về nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi tốt, lại đến tiếp tục vẽ trận nhãn là được mặt họa có chút ấy nấy. Ta không biết lượng sức, làm trễ nải đại kế của lục gia chủ không sao. Lục Thừa Vân nói, trận pháp chi đạo, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, không thể nóng lòng nhất thời. Đại kế trăm năm, cũng không thiếu công lao của ngày hôm nay đại kế trăm năm lục thừa vân này lại mưu đồ trăm năm sau mặc họa tâm tư khẽ động liền gật đầu cáo từ nói vậy ta về trước nghỉ ngơi một chút lục thừa vân gật đầu được mặc họa liền ôm cái đầu nhỏ giả bộ như đau đầu rời khỏi mật thất bước chân phù phiếm đi ra đại sảnh về tới thạch thất của mình nằm ngã xuống giường thần thức của lục thừa vân cũng theo mặc họa thấy mặc họa im lặng nằm bất động một lát sau liền thu hồi thần thức, lục thừa vân thu hồi thần thức, mặt họa lập tức ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mắt đầy hưng phấn. hắn chạy đến trước bàn, lấy giấy bút ra, dựa theo trận đồ vừa mới ghi nhớ ý đồ hoàng nguyên linh su trận từ trận văn đến trận su, thậm chí trận nhãn cùng với trận pháp quyền trọng đều hoàn chỉnh. mà bên kia trong vạn thi trận trong bích họa trương toàn nhíu mày nói với lục thừa vân lục huynh có phải có chút đường đột hay không? lục thừa vân hơi nhíu mày chuyện gì đường đột chuyện linh xu trận, Trương Toàn nói, có phải đã để hắn biết quá sớm hay không Trương Toàn đối với mặt. Hòa, trong lòng vẫn luôn cảnh giác. Đương nhiên, trong lòng cũng có sát tâm. Lục Thừa Vân không sao cả nói, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết thôi. Thế nhưng, Trương Toàn có chút bất an, vạn nhất, hắn học được thì sao, Lục Thừa Vân cười lạnh nói, đây là trận pháp nhất phẩm thập nhị văn. Trương Toàn sửng sốt, cho nên, trong ánh mắt lục thừa vân lộ ra một tia ghét bỏ. Nói chuyện với loại thiếu trận như Trương Toàn, thật sự là đàn gãy tai trâu. Lục thừa vân nhẫn nại, thản nhiên nói, "Nhất phẩm thập nhị văn, nhất phẩm là phẩm cấp trận pháp, thập nhị văn là yêu cầu về thần thức." Ý là nói, bộ trận pháp nhất phẩm này, cần thần thức thập nhị văn mới có thể đi học. Trên thập văn, thần thức trúc cơ. Mà thần thức thập nhị văn rất nhiều tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thâm niên đều không đạt được trương toàn nghe vậy biến sắc trận pháp nhất phẩm thần thức trúc cơ mới có thể học không hợp thói thường như thế cho nên mới nói trận pháp bát đại tinh thâm lục thừa vân liếc nhìn trương toàn thần thức của ta mới thập nhị văn mà thần thức của ngươi chỉ mới thập văn cho nên tiểu tiên sinh họ mặt này lấy cái gì để học lục thừa vân lạnh nhạt nói trương toàn không nói nữa chỉ là trong lòng chấn động trận pháp quả nhiên phức tạp nhất phẩm thập nhị văn tiểu quỷ kia chỉ là luyện khí nhất định là không học được nhưng thật sự học không được sao trương toàn nhíu mày khuôn mặt nhỏ nhắn của mặt họa lại hiện lên trong đầu trương toàn nhìn đáng yêu nhưng lại thập phần đáng hận cùng lúc đó lại có chút cao thâm khó lường để cho người ta nhìn không thấu trương toàn ở trong tay hắn ngã vô số lần cho nên nhìn thấy mặt họa ngoài phẫn hận tim lại có chút đập nhanh hắn luôn cảm thấy tiểu quỷ mặt họa này, không đơn giản như vậy. Hơn nữa thuật ẩn nấp của hắn, bản thân nhìn không ra. Trương Toàn càng nghĩ càng bất an, nhớ mày nói, lục huynh, vạn nhất thần thức của hắn, lục thừa vân cười lạnh, Người muốn nói lỡ như hắn có thần thức trúc cơ, Trương Toàn cũng có chút không tự tin, cũng không phải, không thể nào lục thừa vân hừ lạnh một tiếng, có chút không kiên nhẫn, thần thức trúc cơ, chênh lệch rất lớn so với thần thức thập nhị văn. Húng chi, cho dù thần thức của hắn đủ rồi, cũng vô dụng. Hắn nhìn hai con mắt này, người trông cậy vào hắn có thể học được loại trận pháp khó khăn này, ánh mắt lục thừa vân lạnh xuống, trận pháp siêu phẩm, đã cần luyện tập, cũng cần lĩnh ngộ. Cho dù là ta, cũng đều là đau khổ luyện tập, cũng nghiên cứu mấy chục năm, mới lĩnh ngộ một chút gia lông. Sau đó dùng thủ đoạn tà trận giảm xuống ngưỡng cửa, dung hợp tà niệm, hạ thấp cánh cửa thần thức, họa trận máu người, hạ thấp ngưỡng cửa khống chế linh hồn, lấy thi làm mối, hạ thấp ngưỡng cửa họa trận lúc này mới có thể nắm giữ cũng đem linh xu trận này ứng dụng vào trong vạn thi phục trận không khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm không hiểu tà trận không dung tà niệm làm thức không lấy xương làm bút không lấy máu làm mực không lấy thi làm mối hắn dựa vào cái gì học được ngươi cho rằng hắn ghi nhớ trận văn che đầu luyện mấy lần là có thể học được sao ngươi không khỏi quá coi thường trận pháp lục thừa vân lạnh lùng nói dường như nghĩ đến mấy năm nay vì học trận pháp này mà nhọc lòng lẻn vào lục gia chịu nhục nhân cơ hội thượng vị, giúp người luyện thi, hủy xương làm bút, lấy máu làm mực, dùng mọi thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào trong lòng nhất thời có chút kích động. Trương Toàn sợ chọc giận Lục Thừa Vân, liền lui một bước nói Trương Mỗ kiến thức nông cạn, không biết việc này gian nan, Lục Huynh thứ lỗi Lục Thừa Vân phục hồi tinh thần lại, tự biết có chút thất thố, liền khôi phục bộ dáng tao nhã, lạnh nhạt nói Trương Huynh khách khí, mọi việc suy nghĩ nhiều một chút, tóm lại là chuyện tốt. Trương Toàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng bóng ma do mặt họa lưu lại trong lòng vẫn không xua đi được. Trương Toàn sau khi cân nhắc, vẫn thấp giọng nói, Lục Huynh, cho dù tiểu quỷ kia học không được, cũng không cần thiết đem trận pháp này cho hắn xem đi, tăng thêm nguy hiểm không cho hắn xem, hắn làm sao cam tâm tình nguyện lưu lại chứ? Lục Thừa Vân nói. Trương Toàn nhíu mày. Lục Thừa Vân cười đạm mạc nói, mọi người đều có chỗ tốt, lục mổ ham quyền, mà Trương Huynh háo sắc. Nhưng tiểu tiên sinh này thì khác, hắn không dính dáng nhiều đến chuyện, không biết trên thế gian này mùi vị quyền sách danh lợi rốt cuộc mê hồn đến mức nào không biết tư vị trong đó đương nhiên sẽ không quyến luyến linh thạch nữ sắc quyền thế cũng chưa hẳn có thể làm cho hắn động tâm nhưng trận pháp lại khác tiểu tiên sinh này có khát vọng bản năng đối với trận pháp đây chính là mục tiêu của trận sư lục thừa vân cảm khái chỉ cần là vì học trận pháp muốn học trận pháp cao thâm phức tạp huyền diệu cái gì hắn cũng nguyện ý làm ta chỉ cần cho hắn hy vọng này, tương lai có thể truyền linh su trận cho hắn, hắn sẽ cam tâm tình nguyện làm việc cho ta, linh su trận này, chính là mồi câu. Tiểu tiên sinh này, chính là cá. Một nhất phẩm trận sư tuổi còn trẻ, hơn nữa kinh tài tuyệt diễm, còn có thể toàn tâm toàn ý làm việc cho ta, so với mấy chục thiết thi, đều quý giá hơn. Ánh mắt lục thừa vân sáng ngời. Trong mắt trương toàn lộ ra một tia hâm mộ và ghen tị, đồng thời còn có một tia không cam lòng lục thừa vân coi trọng tiểu quỷ này như thế chính mình cũng không tiện xuống tay với hắn nhưng chưa đến cuối cùng sự tình còn khó mà nói trương toàn thu liễm thần sắc chắp tay thở dài lục huynh mưu tính sâu xa trương mổ bội phục lục thừa vân nhìn trương toàn ánh mắt miệt mờ không rõ cuối cùng cũng thở dài trương huynh quá khiêm tốn rồi hai người đều có tâm sự vẻ mặt đều có chút miệt mờ mà trong thạch thất mặt họa mặt mày hớn hở trước mặt hắn bày một trận đồ trong trận đồ bao hàm ba loại trận pháp đồng nguyên đồng quy nhưng hình dạng và cấu tạo có trên dưới quyền trọng có cao thấp ba loại trận pháp tương tự nhau liên hệ lẫn nhau nhưng tầng cấp lại phân biệt rõ ràng nhìn qua phức tạp cao thâm mà lại nghiêm mật duy mỹ chính là mặt họa hoàng nguyên ra lấy trung tâm khống chế linh lực làm hạch tâm là linh xu trận nhất phẩm thập nhị văn hoàn chỉnh cuối cùng bộ trận đồ này cũng tới tay lục thừa vân tuyệt đối không nghĩ tới hắn liền để mặt họa nhìn vài lần mặt họa liền nhớ kỹ linh su trận cũng hoàn nguyên lại như cũ nhất phẩm thập nhị văn là của tiểu linh ẩn tông được truyền thừa từ tuyệt trận của đại linh ẩn tông hơn ngàn năm trước linh su trận mặt họa mừng rỡ việc này không nên chậm trễ lập tức bắt đầu tìm hiểu nơi này không phải là nơi để lâu hắn muốn sớm học được linh su trận như vậy có thể sớm nghĩ biện pháp thoát thân còn có lục thừa vân và lục gia học được linh su trận là có thể rảnh tay đối phó lục thừa vân và lục gia. Vô luận lục thừa vân có âm mưu gì, cũng không thể để cho hắn thực hiện được. Lục gia làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, cũng phải có báo ứng. Vạn thi trận cần phải hủy diệt đi, nơi này, cùng với thiết thi cùng hành thi bên trong cũng đều không thể giữ lại, nếu không tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Mà trong những chuyện này, Linh Xu trận chính là mấu chốt. Tâm tư mặt họa đã định, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu trận pháp tốc độ học tập linh su trận của hắn rất nhanh bởi vì trước đó mặc họa đã từ trên thân xác sống cùng thiết thi đạt được một bộ phận linh su trận hắn đã tìm hiểu đại khái hắn cũng hiểu rõ trận lý của linh su trận mà lại từng thử nghiệm cách dùng linh su trận trên người tiểu hổ bây giờ đạt được trận đồ linh su trận hoàn chỉnh chỉ cần bổ sung chỗ thiếu sót đem nhận thức đối với linh su trận tiến thêm một bước tìm tòi đào sâu là được mặc họa bỏ ra chút thời gian nhớ kỹ trận văn sau đó ở trên giấy luyện tập mấy lần giờ tí buổi tối mặt họa chìm vào giấc ngủ thần thức chìm vào thức hải ở trên đạo bi tiếp tục luyện tập ngày kế tiếp hắn giả vờ như thần thức tiêu hao quá độ thân thể không khỏe sắc mặt tái nhợt không đi vẽ mắt trận vạn thi trận mà là chính mình trốn ở trong phòng thừa dịp lục thừa vân không chú ý vụn trộn luyện tập linh su trận ngày thứ ba hắn mới giả bộ như chuyển biến tốt đẹp đi vào trong vạn thi trận ngồi xổm ở giữa một đám quan tài vẽ trận nhãn vẽ xong buổi tối trở về lại tiếp tục luyện tập linh xu trận nhưng mấy ngày sau mặt họa phát giác có chút không đúng cái linh xu trận này tự hồ đã bị người động tay chân qua nhìn bề ngoài trận pháp này đã là hoàn chỉnh lấy linh xu tổng trận quyền cao nhất đi khống chế linh xu thứ trận quyền hạn lại lấy linh xu thứ trận đi khống chế linh xu cơ trận càng thấp hơn một cấp nhưng mặt họa phát hiện trận văn của tổng trận linh xu này có chút thiếu sót giống như là bị người để lại cửa sau mấy nét trận văn này lưu ở trong tay những người khác chỉ cần không bổ toàn mấy nét trận văn này tổng trận sẽ có cửa sau tổng trận không phải tổng trận mà chỉ là thứ trận thứ một cấp người khác có thể thông qua cửa sau này vượt qua linh xu tổng trận của mặc họa tiếp theo trù tính thống nhất chi phối hắn vẽ ra tất cả thứ trận và cơ trận đến lúc đó mặt họa vất vả bố trí trận pháp linh xu rất có thể sẽ trở thành đài y của người khác hái đào thật âm hiểm mặt họa lắc đầu hậu chiêu này tuyệt đối là do lục thừa vân lưu lại nhưng đoán chừng hắn lưu lại hậu chiêu này cũng không đơn thuần là vì phòng mình mà là vì đề phòng tất cả trận sư nhìn thấy trận đồ linh xu học trận pháp linh xu cũng cố gắng xây dựng hệ thống trọng thể quyền trận pháp linh xu luyện thi cũng tốt luyện khí cũng được thậm chí luyện chế khôi lỗi khí giới tu đạo các loại chỉ cần dùng linh xu trận của hắn cuối cùng đều sẽ bị hắn soán quyền bởi vì lục thừa vân có quyền hạn cao nhất là linh xu tổng trận cũng may chính mình lưu ý đến nếu không thì thật sự trúng bẫy của lục thừa vân mặc họa nghĩ lại mà sợ lập tức lại có chút nghi hoặc rốt cuộc những trận văn thiếu hụt kia là cái gì lục thừa vân lại giấu ở nơi nào mặc họa suy nghĩ nửa ngày trong lúc nhất thời không có đầu mối gì lục thừa vân là gia chủ lục gia lục gia lớn như vậy thi khoáng cũng lớn như vậy dấu chút trận pháp cũng quá dễ dàng ẩn thân đi theo dõi mặt họa suy nghĩ một chút lại lắc đầu lấy thần thức và ẩn nấp của mình bây giờ đi nhìn chằm chằm vào đuôi lục thừa vân vẫn còn có chút miễn cưỡng trúc cơ bình thường thì thôi đi bản thân lục thừa vân chính là trận sư còn là tà trận sư tâm tính lại đa nghi ẩn nấp theo dõi gã tất nhiên sẽ bị gã hoài nghi loại chuyện này, chờ thần thức của mình mạnh hơn một chút lại nói. Nhưng làm sao bây giờ, Linh Xu trận bày ở trước mắt mình, không thể nào không học được. Nhưng một khi học được, đồng thời vận dụng, vậy thì đồng nghĩa với việc thay lục thừa vân, làm công, được không bù mất. Cho dù đi tìm, cũng không dễ dàng tìm được như vậy. Ai biết lục thừa vân sẽ giấu mấy đạo trận văn này ở nơi nào, mặt họa sờ lên cầm, chợt nhớ tới, quan tài đồng, lục thừa vân lưu lại hậu thủ với người khác, dù sao cũng sẽ không lưu lại cho mình. Linh su trận mà hắn vẽ, tất nhiên là trận pháp hoàn chỉnh, không có lỗ thủng. Trận pháp hắn vẽ ở trong quan tài đồng, tất nhiên là hoàn chỉnh, mắt mặt họa sáng lên. Thế là ngày hôm sau, khi lục thừa vân vẽ trận pháp trong quan tài đồng, mặt họa lại lặng lẽ ghé đầu vào xem. Trương Toàn phát hiện, cảnh cáo nhìn mặt họa một cái. Mặt họa hùng hồn trừng mắt trở về, sau đó quay đầu tiếp tục xem linh su trận mà lục thừa vân vẽ khác với của mình linh su trận của hắn dùng thủ pháp tà trận lấy xương làm bút lấy máu làm mực lấy thi làm môi giới hơn nửa hình thức bày trận của hắn cũng có khác biệt hắn một lần lại một lần chấm máu đem linh su trận vẽ ở trên nghiên mực đồng xanh vết máu sẽ dần dần nhạt đi trận pháp cũng sẽ dần dần hòa tan vào quan tài đây là môn đạo gì mặt họa cũng không rõ lắm nhưng cũng may trận văn và trận lý ở bên trong đều giống nhau. Mặt họa vẫn có thể phân biệt được trận văn bên trong linh su trận. Đôi mắt lục thừa vân hiện lên ánh sáng xanh lục, tập trung tinh thần, cũng không phát hiện ra mặt họa, thỉnh thoảng nhìn thấy cũng không có gì để gọi, chỉ như cười mà không phải cười hỏi, tiểu tiên sinh, thấy thế nào, mặt họa liền cau mày, lắc đầu nói, quá khó khăn, xem không hiểu, dù xem không hiểu, hắn vẫn đang nhìn. Trận sư đều là như vậy, càng không rõ, càng suy nghĩ rõ ràng, càng xem không hiểu, càng muốn hiểu Lục Thừa Vân biết loại thể hội này, cho nên cũng không cảm thấy có gì không ổn. Mạc Họa càng thấy đương nhiên. Hắn vừa xem, vừa bình phẩm ở trong lòng, tên Lục Thừa Vân này vẽ quá chậm, ta chờ hắn đã lâu, nếu để ta vẽ thì đã vẽ xong rồi, bức tranh này vẽ sai rồi, lại còn không có phát hiện, lại là bút xương, lại là huyết mặt, lại là thi môi. Chú ý nhiều như vậy, lại nhảy Mạc Họa nói thầm trong lòng hồi lâu, rốt cục, cổ tay Lục Thừa Vân rung lên, hạ bút nhanh chóng, để lại mấy đạo trận văn dưới ngòi bút những trận văn này mặt họa nhìn đều tương đối xa lạ hắn ghép những trận văn này với linh xu trận phát hiện hai cái vừa vặn phù hợp đủ để bổ sung chỗ thiếu hụt của cửa sau trên trận pháp mặt họa mặt ngoài vẻ mặt mê hoặc nhưng trong lòng lại như gương sáng thần niệm vừa động liền đem mấy trận văn này ghi tạc trong lòng lục thừa vân vừa đặt bút xuống vô thức phát giác có chút không đúng quay đầu thấy thần sắc mặt họa cũng không có dị dạng lúc này mới yên lòng trận văn không trọn vẹn cũng tới tay sau khi trở về mặc họa liền dùng mấy đạo trận văn này bổ sung đủ chỗ thiếu sót của linh xu trận ngăn chặn cửa sau lục thừa vân lưu lại lại tốn mấy ngày thời gian tìm hiểu điều chỉnh thử mặc họa rốt cục đem linh xu trận hoàn toàn nắm giữ cùng lúc đó lĩnh ngộ của hắn đối với linh xu trận cũng sâu hơn một tầng trận lý của linh xu trận là rõ ràng kết cấu linh lực thông qua đầu mối trận pháp tiến hành khống chế linh lực cẩn thận tỉ mỉ. Mấu chốt của loại khống chế này chính là linh ti. Phân chia linh lực thành từng mảnh nhỏ, càng nhỏ hơn, mượn nhờ tơ nhận, thực hiện điều khiển càng tỉ mỉ hơn. Cùng lúc đó, giữa các linh su trận sẽ hô ứng lẫn nhau. Tựa như trong ti nam tử mẫu trận, mẫu trận và tử trận hô ứng, tử trận cảm giác được linh lực dao động, sẽ phản ứng ở trong mẫu trận. Đồng loại linh su trận sẽ hô ứng lẫn nhau, liên hệ với nhau. Mối liên hệ này chính là khống chế linh lực. Tổng trận khống chế thứ trận, thứ trận khống chế cơ trận, như vậy có thể dùng chút ít thần thức để khống chế số lượng lớn hành thi hoặc là con rối. Loại trận pháp này, mặt họa chưa từng phát hiện ra trong ngũ hành trận pháp. Tuyệt trận, quả nhiên là liên quan đến bản chất linh lực, đoạt thiên địa tạo hóa, mặt họa có chút rung động, trong lòng yên lặng nói. Sau khi học xong, hắn liền dùng thử linh su trận hoàn chỉnh trên người con hổ nhỏ trên người mặt họa có một đống con hổ con đây đều là khôi lão làm tốt mặt họa đòi chuẩn bị thí nghiệm linh xu trận hắn từ trong đó chọn ra một cái cái đầu hơi lớn một chút gọi nó là đại lão hổ sau đó ở trên người đại lão hổ vẽ linh xu tổng trận sau đó lại vẽ linh xu thứ trận lên người sáu bảy con hổ nhỏ khác mặt họa dùng thần thức khống chế linh xu tổng trận mượn trận pháp khống chế đại lão hổ sau đó lấy tổng trận linh su làm tiêu chuẩn, phóng xạ đến các con hổ khác, thông qua thứ trận, khống chế con hổ nhỏ. Tất cả tầng cấp linh su trận đều hiện ra ở trong thức hải của mặt họa. Mặt họa thần thức khẽ động. Đại lão hổ ngây ngô chạy trên bàn. Cùng lúc đó, trận pháp trên người nó hóa thành tơ nhện, xúc động các trận pháp khác, cũng dẫn dắt các tiểu lão hổ khác cùng nhau chạy đi. Bảy tám con hổ con rối, liền rất sống động, ở trên bàn ngươi truy ta đuổi, một mảnh vui mừng mà điều khiển những khôi lỗi này, thần thức tiêu hao lại không nhiều. Đây vẫn chỉ là điều khiển con rối nhỏ, nếu điều khiển cương thi, khống chế từng cấp, chỉ sợ thật sự có thể bằng vào thần thức của bản thân, chi phối ngàn vạn hành thi. Một người thành quân. Điều này tương đối đáng sợ. Mặt họa tặc lưỡi. Mặt họa suy nghĩ một chút, lại đem thần thức chìm vào thức hải. Hắn muốn nhìn xem, thần niệm hiển hóa linh lực có biến hóa gì hay không trong thức hải, mặt họa xuất hiện, sau đó nhắm mắt ngưng tưởng, hiện hóa linh lực. Sau một lát, hắn phát hiện linh lực mình hiện hóa càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hiện lên hình dáng như sợi linh ti, như sợi tơ màu lam nhạt, lại như sợi ngó sen dính liền. Linh lực tơ hóa, giống như tơ nhận linh lực sau khi tinh tế hóa trong linh su trận. Đây chính là lời sư phụ nói, thể ngộ càng sâu, hiện hóa càng chân thật. Mặt họa thần thức vừa động, gần như không tốn chút sức lực nào những sợi tơ này liền y theo tâm ý mặt họa nhẹ nhàng lưu chuyển mặt họa chỉ vào trong nháy mắt đầu ngón tay liền ngưng ra hỏa cầu thuật lần này trong hỏa cầu thuật cũng mang theo một ít tơ hóa giống như một đống sợi bông đỏ rực quấn lại với nhau chỉ có điều bông này là do hỏa diễm linh ti tích tụ quấn quanh áp suất mà đến linh lực mãnh liệt mà có thứ tự mặt họa có chút ngây người hỏa cầu thuật trong hiện thực của hắn và thức hải hiển hóa hình như hoàn toàn là hai loại bộ dáng khác nhau. Hỏa cầu thuật trong hiện thực có màu đỏ sậm, linh lực áp súc, quy lực không tầm thường, đã có dấu hiệu ngưng chất nhàn nhạt. Mà hỏa cầu thuật trong thức hải vẫn là màu đỏ tươi, nhưng linh lực phân hóa thành tơ nhện, càng thêm cẩn thận, tự hồ lực phân hóa càng mạnh. Trong lúc nhất thời, mặt họa cũng không biết đây là tốt hay không tốt. Loại nào lợi hại hơn, là làm cho hỏa cầu thuật trong hiện thực hướng thức hải hiển hóa hỏa cầu thuật xu thế đồng dạng. Hay là ở trong thức hải, đi hiển hóa hỏa cầu thuật chân thật hơn trong hiện thực, mặt họa có chút không nắm chắc. Đợi lúc ra ngoài, hỏi khôi lão đi ngoại trừ hỏa cầu thuật, mặt họa thể thủy bộ, cũng càng tinh diệu. Thệ thủy bộ vốn ỷ lại vào thần thức khống chế linh lực. Thần thức khống chế càng mạnh, bước chân càng tinh thâm. Thủy lao thuật trong thức hải thi triển nhanh hơn, tính ràng buộc cũng càng mạnh hơn trước đó là linh lực hóa khóa bây giờ là linh lực hóa tơ lại hóa khóa đủ để cuốn chặt địch nhân quan trọng nhất là trận pháp mặt họa thử một chút thần niệm khẽ động tốc độ vẽ địa thành trận nhanh trọn vẹn gấp đôi thời gian mấy hơi mặt họa đứng thẳng bất động chỉ dựa vào thần thức liền có thể hiển hóa ra một bộ nhất phẩm cửu văn trận pháp mặt họa suy nghĩ cho mình một bộ liên chiêu có thể dùng thủy lao thuật định trụ địch nhân thời gian mấy hơi thở lại hiển hóa kim tỏa trận, phúc thủy trận, một lao trận, lưu sa trận, các loại trận pháp khống chế, đem địch nhân khóa lại. Sau khi khóa lại, kẻ địch chính là bi ngắm sống. Có thể dùng hỏa cầu thuật đánh giết. Có thể hiển hóa địa hỏa trận oanh tạc. Cũng có thể cấu thành dung hỏa trận để luyện hóa. Bộ liên chiêu này khống chế kính kẻ, hình thức công kích cũng có thể bởi vì, địch, mà chế thích, có nhiều loại biến hóa chỉ cần là thần niệm thể của trúc cơ kỳ thần thức không cao hơn thập nhị văn một bộ chiêu thức ăn vào cho dù không bị thần hồn câu diệt đoán chừng cũng là hấp hối mặt họa gật đầu rất hài lòng lấy thức hải làm lao ngục lấy thần niệm làm sát khí có thể vây giết bản thân trong thức hải so với trong hiện thực mạnh hơn nhiều lắm mặt họa hừ nhẹ một tiếng ta xem lần này ai còn dám xông vào thức hải của ta tới một người ta làm thịt một người chỉ là hiện tại bốn phía thức hải trống rỗng quỷ vật tai họa một cái cũng không có mặt họa rất có cảm giác anh hùng vô dụng chi địa mặt họa có chút ngứa tay chớp mắt thầm nghĩ phải tìm cái gì tới thử tay một chút đối tượng luyện tập tốt nhất đương nhiên vẫn là tổ sư đồ của trương toàn cũng chính là một đám lão tổ tông cương thi của trương gia hiện tại thần niệm sát phạt của mặt họa đã đại thành ngoại trừ lão tổ tông trương gia ra vẻ đạo mạo kia người khác trong bản đồ vô luận là đệ tử dưới trướng hay là trưởng lão trên ghế đều không phải đối thủ của mình lão tổ tông của trương toàn hẳn cũng không phải là đối thủ nhưng theo như lời của trưởng lão thiết thi bị mặc họa ăn kỳ nói trương gia lão tổ tông sống lâu tâm nhãn xấu thủ đoạn nhiều mặc họa cũng không dám quá khinh thường cho nên phải nghĩ biện pháp từ từ mưu toan không thể nóng lòng nhất thời vấn đề hiện tại chính là mưu đồ ở đâu mặc họa nâng quai hàm nhỏ trầm tư lúc ấy hắn đã trả lại bức tranh này cho trương toàn vậy hẳn là ở trên toàn thân trương toàn sẽ để ở đâu mang theo bên người xây tế đàn hay là hắn cho lục thừa vân mặc họa nhớ rõ thời điểm mình lấy ra tổ sư đồ thần sắc trương toàn hưng phấn trong ánh mắt lục thừa vân cũng toát ra một tia thèm nhỏ dãi tổ sư đồ là quan tưởng đồ thần thức là mệnh môn của trận sư mà quan tưởng đồ là có thể tăng cường thần thức phàm là quan tưởng đồ, vô luận trong đồ có cái gì, là chính là tà, là tốt hay xấu, đối với trận sư có hấp dẫn cực lớn. Lục Thừa Vân không thể không động tâm. Hơn nữa hắn và Trương Toàn cấu kết với nhau làm việc xấu lâu như vậy, chưa chắc đã chưa từng nhìn thấy bức quan tưởng đồ này. Chỉ có điều luyện thi phải dùng đến Trương Toàn, bức tranh này vẫn là tranh tổ sư của Trương Toàn, Lục Thừa Vân không tiện cứng rắn đoạt lấy mà thôi. Mặt họa suy nghĩ một chút, cảm thấy biện pháp duy nhất hiện tại, chính là theo dõi Trương Toàn. Nhìn bức tranh này xem, có phải là đang ở trên người hắn hay không? Nếu như có ở đây, hắn giấu ở nơi nào? Nếu như không có ở đây, hắn lại cho ai? Mặt họa học song linh su trận thập nhị văn, bây giờ thần thức là thập nhị văn đỉnh phong, cách thập tam văn chỉ có một bước. Nhưng một bước này, là một bước trước ngưỡng cửa. Muốn bước qua, còn phải tốn chút thời gian, hoặc là cần chút cơ duyên thập nhị văn đỉnh phong thần thức đã rất mạnh ẩn nấp cũng không dễ bị nhìn thấu nếu theo dõi lục thừa vân hắn còn phải cẩn thận một chút theo dõi trương toàn cơ bản không cần tốn nhiều sức chỉ là muốn tìm thời gian tốt phải tránh thần thức của lục thừa vân còn phải cẩn thận một chút tránh đi hiển trần trận và hiển ảnh trận trong thạch điện hiển trần trận và hiển ảnh trận còn tốt vấn đề là lục thừa vân lục thừa vân thần thức không kém hiểu trận pháp lòng nghi ngờ cũng nặng. Nhưng cũng may sau khi mặt họa xây dựng xong mắt trận vạn thi trận, Lục Thừa Vân lại có thêm một chút tín nhiệm đối với mặt họa. Mà từ khi mặt họa nhìn thấy Linh Xu trận thần sắc, kinh ngạc, nói, khó quá, ta xem không hiểu, ta học không được, các loại đề phòng của Lục Thừa Vân đối với mặt họa liền giảm đi. Cũng sẽ không thỉnh thoảng dùng thần thức nhìn trộm, đề phòng mặt họa. Thời gian của mặt họa, tự do hoạt động, cũng nhiều hơn bốn năm ngày sau mặt họa không còn bận rộn liền ẩn thân nhìn chằm chằm trương toàn dần dần thăm dò làm việc và nghỉ ngơi của trương toàn trương toàn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật chuyện gì cũng đều rất rõ ràng mỗi ngày phần lớn thời gian hắn đều là đang tạo dựng vạn thi trận vạn thi trận cần rất nhiều quan tài luyện thi những quan tài này đều là trương toàn tự mình luyện chế sau đó để một số tà trận sư hoặc lục thừa vân vẽ tà trận lên lại bố trí trong vạn thi trận trận pháp cấp thấp do tài trận sư khác vẽ cao cấp một chút thí dụ như thiết quan luyện thiết thi liền do lục thừa vân tự mình vẽ mà quan tài thì do trương toàn toàn quyền phụ trách hắn vốn là tiệm quan tài loại chuyện chế quan tài luyện quan tài này cũng coi là nghề cũ trương toàn cũng sẽ tuần tra ở thạch điện đúng giờ tuần tra một chút trong thạch điện quan tài gỗ và quan tài sắc của luyện thi có vấn đề hay không cương thi có thi biến hay không có mất khống chế hay không, có thi khí không đủ hay không, có khác thường hay không vân vân. Dù sao cả ngày giao tiếp với thi thể, chuyện làm, cũng không thể tách rời cương thi. Trương Toàn cũng có một gian thạch thất. Thạch thất này càng rộng rãi hơn chút, nhưng bố trí bố trí, xa không tốt bằng thạch thất của mặt họa. Xung quanh thạch thất, trưng bày tất cả đều là vật luyện thi. Mùi trong phòng cũng mang theo mùi hôi thối của tử thi. Trương Toàn thành thiên luyện thi, lâu không ngửi thấy mùi thối cho nên cũng không quan tâm trương toàn ở trong thạch thất của mình hoặc là ngủ hoặc là ngồi thiền hoặc là giống như điên cuồng mà phát điên trạng thái tinh thần đáng lo hoàn toàn không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì có khi cũng thì thào tự nói tính tình nóng nảy lại thất thanh hô to một bộ dáng thất thần mặt họa nhìn rất là mê hoặc chẳng lẽ là thành thiên luyện thi đầu óc bị cương thi ăn mặt họa trong lòng oán thầm nói nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Cái này càng giống như dấu hiệu nhân tính dần dần biến mất sau khi nhập ma không biết mình có phải người hay không, không biết mình đang làm cái gì, chỉ có tà niệm doanh ngực, tâm thần tràn đầy dơ bẩn. Trương Toàn một hồi phát điên, một hồi chuyển biến tốt đẹp, sau mấy lần, sẽ an tĩnh lại, chỉ có điều ánh mắt sẽ tà ngược hơn một chút. Thỉnh thoảng, Trương Toàn cũng sẽ lấy ra một tấm bản đồ để xem. Vừa mới bắt đầu, mặt họa rất kích động, hắn còn tưởng rằng trương toàn lấy ra chính là tổ sư đồ nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không phải đây không phải là một bức tranh mà là một bức tranh trên bản đồ có nam có nữ không mặc quần áo biến hóa đa dạng đang đánh nhau quan trọng là xem một lần thì cũng thôi đi trương toàn rảnh rỗi thì xem mặc họa cảm thấy thất vọng lại có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép quan tưởng đồ của ngươi đâu lão tổ tông của ngươi đâu suốt ngày xem loại đồ chơi này ngay cả tổ tông cũng không cần nếu mình là lão tổ tông của trương toàn chắc chắn sẽ mắng hắn là đứa con bất hiếu treo hắn lên đánh sau khi trương toàn xem xong những tập tranh thiếu nhi không thích hợp này thỉnh thoảng lại giận dữ xé nát tập tranh tẩu hỏa nhập ma trong miệng hùng hùng hổ hổ cái nơi khỉ gió này một nữ nhân cũng không có lại không ra được con mẹ nó hai mắt hắn đỏ bừng đầy những tia máu vẻ mặt dữ tợn như cương thi mặt họa nhíu mày dần dần liền hiểu rõ người tu ma nhân tính dần dần phai mờ trương toàn tu thi đạo cả ngày giao tiếp với thi tu tử thi cùng cương thi tâm tính vạn vẹo tà niệm sinh ra cần nhiệt độ con người cần phát tiết tà dục ngày bình thường còn tốt một khi lén ở một mình tà dục sẽ lan tràn cho nên hắn mới có thể thường xuyên lưu luyến thanh lâu không chỉ bởi vì hắn là một tên háo sắc càng là bởi vì tâm tính nhập ma cho phép. Mà nữ tu bách hoa lâu, tự nhiên cũng gặp độc thủ của hắn. Theo Thanh lang nói, không ít nữ tu, đều là bị Trương Toàn làm nhục mà chết. Bách Hoa Lâu lại do Lục Gia mở, Trương Toàn thay Lục Thừa Vân làm việc, những nữ tu chết thảm này, cuối cùng tự nhiên cũng không giải quyết được gì. Xuất thân nghèo khổ, lưu lạc phong trần, chịu nhục mà chết, lại chết không có chỗ chôn. mặt họa thản nhiên nhìn Trương Toàn, trong lòng hừa lạnh một tiếng sớm muộn gì cũng làm thịt ngươi trương toàn trong thạch thất chật cảm thấy trong lòng phát lạnh hắn lập tức đứng dậy nhìn xung quanh ai là ai trương toàn buông thần thức ra bốn phía trống rỗng không có bóng người nhưng loại hàng ý này cùng với cảm giác bị người nhìn trộm trương toàn rất quen thuộc là tiểu quỷ kia trương toàn mới trút cơ kỳ thần sắc có chút khủng hoảng hắn bị mặc họa âm sợ một khi bị tiểu quỷ kia để mắt tới, liền như dòi trong xương, bỏ cũng không thoát được. Hắn lại nhìn chung quanh một chút, kiểm tra trận pháp, phát hiện hiển ảnh trận, hiển trần trận, đều không có bị phát động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là ta đa tâm nơi này là thi khoáng, có lục thừa vân ở đây, cho dù là tiểu quỷ kia, hẳn là cũng không gây ra sóng gió gì. Bản lĩnh của hắn có lớn hơn nữa, cũng không có khả năng đem thi quặng này làm sân nhà mình, muốn đi đâu thì đi đó trận pháp của mỏ thi khoáng đều là lục thừa vân tự mình bố trí, cũng không phải là hành thi trại vừa nhắc tới hành thi trại trương toàn liền đau thấu tim gan. Đây chính là của cải của hắn, kinh doanh mấy chục năm, thế lực khá lớn, lại không hiểu thấu bị tận diệt. Về sau trương toàn giả chết, được lục thừa vân cứu ra, còn vụn trộn trở về một chuyến. Lại nhìn thấy trong hành thi trại, toàn bộ cơ quan, cửa ngầm, mật đạo đều bị phát hiện, đồ vật bên trong cũng bị vơ vét sạch sẽ sạch sẽ, châu chấu bình thường từng gặm qua, một cái quan tài cũng không chừa cho hắn. Người có thể làm được một bước này, hắn không cần nghĩ cũng biết là ai. Khuôn mặt tươi cười của mặt họa lại hiện lên trong đầu của hắn. Trương Toàn nhất thời lại máu não dâng lên, vội vàng tự khuyên bảo mình không thể nghĩ, không thể nghĩ, nghĩ nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ tức chết. Trương Toàn bình phục tâm tình, khôi phục một chút lý trí. Nhưng vì có băng khoăn, cũng không dám làm chuyện khác, chỉ ngồi trên giường điều tức. Mặt họa lại nhìn một hồi, lắc đầu. Trương Toàn mặc dù có, không khoan dung, nhưng, cốc, này của hắn cũng không phải là, dốc, mà hắn muốn. Hơn nữa rất có thể, tổ sư đồ cũng không ở trong tay Trương Toàn. Nếu quả thật ở trong tay hắn, hắn chí ít sẽ tìm một chỗ để cúng bái, có rảnh thì dân hương, tận hiếu tâm. Không đến mức giống như bây giờ, không có việc gì liền nhìn bức tranh đánh nhau không mặc quần áo vậy rốt cuộc tổ sư đồ ở đâu ở trong tay lục thừa vân hay là nói vẫn là ở trong tay trương toàn chỉ là hắn cung ở chỗ mình không biết mặt họa bỗng nhiên nghĩ đến tế đàn phía trên vạn thi trận không biết phía trên đang thờ cái gì vải vàng che phủ nhìn không ra nội tình trương toàn có thể đem bức họa cũng cúng bái trên tế đàn vàng son lộng lẫy xa xỉ vô độ kia hay không phải đi xem một chút mặt họa suy nghĩ vô luận tổ sư đồ có ở trên tế đàn hay không đều phải nghĩ biện pháp lúc không người, lại tiến vào trong vạn thi trận nhìn xem. Ba ngày có lục thừa vân nhìn, không tiện làm ra động tác nhỏ gì. Lúc không có người, mới thuận tiện tìm hiểu hư thật. Nhìn xem trận pháp, trận văn hoàng chỉnh thôi diễn vạn thi trận, tra xét trong góc, có cất giấu cái gì hay không, nhìn xem trên tế đàn, lại đến cùng cung cấp đồ chơi gì nhưng đi vào thế nào, mặt họa nhíu nhíu mày, suy tư một lúc lâu, ánh mắt hơi sáng lên linh xu trận mặc họa muốn giấu lục thừa vân và trương toàn lén lút trà trộn vào trong tế đàn của vạn thi trận muốn qua hai cánh cửa một cánh cửa là cửa đại sảnh một cánh cửa khác là bức bích họa trong đại sảnh cửa đại sảnh dễ làm chút nhưng bích họa thì rất khó giải quyết đầu tiên hắn không biết trương toàn bấm pháp quyết niệm chú rốt cuộc là thứ gì trương toàn cũng sẽ không tiết lộ cho dù trương toàn nói với mình mặt họa cũng không xác định mình nhìn hồ lô vẽ gáo phải chăng thật có thể mở bích họa ra bức tranh cương thi kia giống với bình phong mực khô của hành thi trại hẳn đều là một loại linh khí loại khóa cửa là linh khí bên trong nên có trận pháp loại trận pháp này không phải ngũ hành trận pháp không nằm trong phạm trù tinh thông trận pháp của mặt họa mặt họa cho dù muốn giải cũng không thể nào giải được cho dù có thể giải khai lục thừa vân cũng nhất định có thể biết bản thân mình giải được hiển trần trận ở cửa ra vào lục thừa vân cũng có thể phát hiện chớ nói chi là trận pháp cơ mật như cửa vào của vạn thi trận trên bích họa cương thi ở cửa vào tế đàn phá trận thì càng không được bình phong trong hành thi trại là bị mặc họa dùng thiên quân bổng đập nát nhưng nơi này khác với hành thi trại không làm được loại cầm đồ vật liền bỏ chạy kia huống hồ thi khoáng phong bế hắn cũng chạy không thoát đập vỡ bích họa xông vào tế đàn lục thừa vân chính là một con heo cũng biết mặt họa lòng mang ý đồ xấu trong bụng chứa nước xấu làm sao bây giờ mặt họa có chút khó khăn làm sao mới có thể vượt qua bích họa tiến vào vạn thi tế đàn rảnh rỗi hắn liền nghĩ tới vấn đề này nhưng suy nghĩ thật lâu đều không có biện pháp gì tốt thẳng đến có một ngày sau khi hắn tiến vào bích họa phát hiện trương toàn dùng cơ quan đóng cửa bích họa lại mặt họa sửng sốt cơ quan bức bích họa này là có cơ quan lúc trước hắn vậy mà cũng không phát hiện mặt họa lại nhìn mấy lần phát hiện cơ quan kia là một cái cửa cống làm bằng đá vô cùng đơn giản nếu như trương toàn không dùng chính mình cũng không ý thức được mặt họa nhíu nhíu mày ý là bức bếp họa này từ bên ngoài tiến vào rất khó phải biết rằng muốn bấm niệm pháp quyết muốn niệm chú muốn mở ra bếp họa hiển hóa cương thi nhưng từ bên trong đi ra ngoài lại rất đơn giản kéo cửa xuống là được phòng ngoại lại không phòng nội mặc họa suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng người có thể đi vào không phải lục thừa vân thì chính là trương toàn cho dù là nửa người ngoài như mặc họa cũng đều ở dưới mí mắt bọn họ không có gì phải lo lắng cho nên bọn họ chỉ cần đề phòng người bên ngoài tiến vào lại không cần đề phòng người đã tiến vào ở bên ngoài bố trí chướng ngại là chuyện đương nhiên ở bên trong có bố trí chướng ngại chính là vẽ vời thêm chuyện. Mặc họa là trận sư, tâm tư vẫn luôn đặt ở trên trận pháp phức tạp, lại không nghĩ rằng còn có loại cơ quan một mặt này. Đây là do dưới đèn tối đen. Mặc họa nhẹ gật đầu, âm thầm nhắc nhở chính mình. Không thể bởi vì là trận sư mà ánh mắt bất công, chỉ nhìn chầm chầm vào trận pháp. Vấn đề phức tạp, ngẫu nhiên cũng sẽ có phương thức giải quyết đơn giản. Muốn vào vạn thi tế đàn có người kéo cửa xuống là được nhưng mặt họa lại ngây ngẩn cả người vấn đề này nhìn như đơn giản nhưng làm sao kéo cửa cống đây ai thay mình phá cổng cũng không thể để lục thừa vân giúp mình mở cửa ra mặt họa suy nghĩ một chút lại ý thức được mình là trận sư dưới đại đa số tình huống vẫn chỉ có thể dùng trận pháp vấn đề này nhìn như đơn giản giống như vẫn chỉ có thể dùng trận pháp phức tạp giải quyết mấy ngày sau mặt họa vẫn luôn tìm cơ hội rốt cuộc hôm nay trận pháp của lục thừa vân vẽ được một nửa, tạm thời có việc, đi ra ngoài một hồi. Mặt họa lập tức đứng dậy, cách trương toàn rất xa. Trương toàn nhíu mày nói, ngươi làm gì vậy, tránh xa ngươi một chút. Mặt họa nói, ánh mắt trương toàn trầm xuống, ngươi có ý gì, ta sợ ngươi hại ta. Mặt họa hùng hồn nói, trương toàn hận hắn, cũng không phải một ngày hai ngày, người mù cũng có thể nhìn ra. Trương Toàn hừ lạnh, ta không có hẹp hòi như vậy. Cái này cũng khó nói, biết người biết mặt không biết lòng, ngươi nhìn tướng mạo, tâm thuật bất chính, trong bụng khẳng định càng rắp tâm hại người. Ánh mắt trương toàn lạnh lẽo, tiểu quỷ, ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta. Chọc ngươi thì thế nào, mặt họa hừ lạnh một tiếng, sau đó ở trước mặt trương toàn thi triển ẩn nạp thuật, thân hình dần dần biến mất. Trương toàn ngẩn ra, sau đó cả kinh. Tiểu quỷ này muốn làm gì, hắn nhìn khắp nơi mấy lần, không có bóng người mặc họa thần thức quét nhìn cũng không có tung tích mặc họa đợi nửa ngày chung quanh cũng không có nửa điểm động tĩnh dường như thật sự chỉ là vì tránh hắn cho nên mới ẩn nấp thân hình không để hắn phát hiện trương toàn thầm hận tiểu quỷ này thật mẹ nó cảnh giác một chút cơ hội cũng không cho mình trương toàn cắn răng nói với bốn phía ngươi ở đâu ngươi đi ra ta nghe lục huynh nói sẽ không làm khó dễ ngươi ngươi yên tâm đi ngươi mau ra đây mặt họa tự nhiên sẽ không để ý đến hắn lúc này trong vạn thi trận một góc hẻo lánh mặt họa ẩn thân lặng lẽ mở ra một bộ quan tài vạn thi trận mặc dù chỉ là phục trận nhưng thoát thai từ vạn thi đại trận bản thân quy mô rất lớn trong trận pháp còn bố trí rất nhiều quan tài phía trên trận pháp còn có một tế đàn xa hoa mặt họa tuổi còn nhỏ thân hình cũng nhỏ ẩn thân che giấu khí tức mượn quan tài và tế đà nghiễm hộ, trương toàn căn bản không phát hiện được. Trong quan tài gỗ, có một tiểu cương thi, là mặt họa quan sát mấy ngày, cố ý chọn trúng. Tuổi của hành thi này cũng không tính là lớn, phỏng chừng cũng chỉ 17-18 tuổi, là trước đó vài ngày, trương toàn vừa luyện xong, linh su trận trước ngực, vẽ xong không bao lâu, trận văn cũng còn rất mới. Tu sĩ 17-18 tuổi không biết là ổn mạng hay là bị thi tu, hoặc là lục gia hại chết sau khi chết còn bị bọn họ luyện thành cương thi, làm sằng làm bậy, vẽ đường cho hưu chạy. Mặt họa trong lòng khẽ thở dài. Thời gian có hạn, mặt họa liền không cảm khái, bắt đầu tĩnh tâm, động tay chân trên linh su trận chỗ tâm mạch tiểu cương thi. Trong linh su trận, có một số trận văn đặc dị. Điểm mực ấy trước đó còn không có phát hiện. Bởi vì linh su trận mà hắn tự vẽ, đại khái đều là một loại. Về sau thấy được linh Xu trận bản hoàn chỉnh, những ngày qua có rảnh hắn liền nhìn lén lục thừa vân vẽ trận pháp trải qua so sánh lúc này mới phát hiện nhận thức của hắn đối với linh xu trận là có chút sơ hở một vài chỗ cẩn thận bản thân cũng không ý thức được chi tiết này chính là trận văn linh xu trận không giống nhau hoặc là trong đồng loại linh xu trận khác nhau đều có một đạo trận văn đặc dị không giống bình thường lúc trước mặt họa đã lưu ý đến nhưng không nghĩ sâu xa bởi vì trận văn này không có hàm nghĩa đặc thù. Bất kể vẽ như thế nào, dường như cũng không ảnh hưởng đến vận chuyển của Linh Xu Trận. Nhưng trải qua những ngày qua nghiên cứu, so với trong vạn thi trận, đa số Linh Xu Trận, mặt họa dần dần mới hiểu được. Trận văn này vô cùng quan trọng, là trận văn dùng để phân biệt thân phận của Linh Xu Trận. Tương tự như một loại mã hóa trận văn. Cùng một Linh Xu Trận, có cùng một loại trận văn, tức là trận văn, mã hóa trận văn cùng loại, trận văn chủ thể giống nhau, chỉ là chi tiết có chỗ khác nhau, hoặc là bút họa tăng giảm, hoặc là phương vị thuận nghịch, dùng để phân chia danh sách. Trận văn mã hóa tương tự, linh su trận mới có thể căn cứ quyền trọng, phân tầng khống chế. Cương thi trong hành thi, thiết thi, quan tài đồng xanh, dùng cùng một loại mã hóa trận văn, chỉ có điều tầng tầng được chuyển vào, phân chia quyền lực lớn, cho nên có thể trù tính khống chế chung. Mà những con hổ nhỏ vẽ tranh bằng mực kia thì lại khác lúc trước, mặt họa quả thật là dựa vào trận pháp trên người hành thi và thiết thi để vẽ. Nhưng Lục Thừa Vân dùng chính là thủ pháp tà trận, mà mặt họa dùng lại là thủ đoạn trận pháp chính thống. Cho nên trận văn danh sách của cả hai vô hình trung đã có sự khác biệt. Lục Thừa Vân có thể khống chế cương thi, nhưng không khống chế được con hổ nhỏ của mặt họa. Mặt họa tuy rằng có thể khống chế được tiểu lão hổ, nhưng đồng dạng cũng không khống chế được cương thi trong mỏ thi. Trừ phi, hắn sửa lại trận văn trên người cương thi. Sửa lại trận văn danh sách, chính là sửa mã hóa, tương đương với sửa lại quyền hạn. Thứ mặt họa muốn sửa bây giờ chính là trận văn danh sách đặc thù dùng để phân biệt thân phận trên người tiểu cương thi. Mặt họa chỉ chọn một hành thi nhỏ. Hành thi không phải thiết thi. Bên trong mỏ xác rất nhiều hành thi, trận văn tầng dưới chót của danh sách linh su trận cũng rất nhiều. Thêm một bộ, thiếu một bộ, Lục Thừa Vân căn bản sẽ không phát hiện. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu hơn là Lục Thừa Vân căn bản không thể tưởng được, sẽ có tu sĩ khác có thể học được Linh Xu Trận. Còn có thể vụn trộn trà trộn vào quan sát dưới mí mắt hắn, cũng ở trong vạn thi trận, bóp méo trận văn, mã hóa, của hắn. Người biết không khó, người khó không biết. Sửa một đạo trận văn Linh Xu tầng dưới chót, đối với mặt họa mà nói dễ như trở bàn tay. Bàn tay nhỏ của mặt họa khẽ động, vẽ ba nét hai nét, liền sửa lại trận văn. Loại bỏ cổ cương thi nhỏ này từ trong danh sách linh xu của vạn thi trận. Sau đó hắn lại bổ sung một đạo trận văn. Trận văn này là trận văn danh sách mà hắn dùng trên người con hổ nhỏ. Sửa lại trận văn này, hiện tại tiểu cương thi này giống như con hổ nhỏ, bị linh xu trận trên người con hổ lớn của mặt họa khống chế. Nhìn bề ngoài, nó vẫn là một bộ cương thi. Nhưng ở trong danh sách linh xu trận, nó bây giờ không còn là tiểu cương thi mà là một tiểu hổ nữa mặt họa sửa xong trận văn lại làm như không có việc gì trở lại chỗ cũ cầm lấy bút tiếp tục vẽ lên mắt trận vạn thi trận hắn vẽ trận nhãn này lề mà lề mề kéo dài không ít thời gian hiện tại cuối cùng cũng sắp kết thúc trương toàn còn đang hô mặt họa đi ra đảo mắt vừa nhìn mặt họa đã ở tại chỗ hết sức chuyên chú vẽ trận pháp ánh mắt trương toàn ngưng tụ ngươi không chạy mặt họa khinh thường nói ta chạy cái gì ngươi lại không dám động thủ với ta trương toàn tức giận vậy ngươi vừa mới mặt họa cười tủm tỉm nói ta có chút nhàm chán treo ngươi chơi thôi lập tức hắn lại biểu môi ai ngờ ngươi quá ngu ngốc giống như kẻ ngốc căn bản tìm không thấy ta thật sự là không có ý nghĩa trương toàn đang muốn nổi giận lục thừa vân đã xuất hiện ở cửa ra vào trương toàn đành phải nén tức giận vừa định nói xấu lục thừa vân nhưng nghĩ đến lời của mình chỉ cần là nhằm vào mặt họa lục thừa vân chắc chắn sẽ không tin mà dường như mặt họa cũng không làm gì ẩn thân trêu đùa chính mình loại lời này nói ra chính trương toàn cũng ngại mất mặt trương toàn chỉ có thể bỗng nhiên ngậm miệng lục thừa vân thấy thần sắc hai người bọn họ không hòa thuận cũng không bất ngờ chỉ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì mà trong vạn thi trận to như vậy một chỗ góc hẻo lánh một quan tài tầm thường bên trong một hành thi nho nhỏ, một trận văn danh sách trên người bị động tay chân. Loại chuyện này, Lục Thừa Vân căn bản không thể nào biết được. Đến buổi tối, mặt họa thoát khỏi thần thức thăm dò của Lục Thừa Vân, liền ẩn thân lặng lẽ đi vào đại sảnh. Cửa đại sảnh là khóa lại. Mặt họa buông thần thức ra, thấy bốn phía không có ai, liền lợi dụng thần thức âm thầm điều khiển đại lão hổ. Con hổ lớn ba ngày bị hắn ném vào góc đại sảnh. Lúc này, được thần thức của mặt họa dẫn dắt, nhảy lên cửa lớn, đẩy chốt cửa ra, mở cửa cho mặt họa. Cửa đại sảnh rất đơn giản. Mở cửa từ bên trong sẽ không xúc động trận pháp. Mặt họa đi vào cửa, sau đó đi tới trước bích họa. Tiếp theo lại lấy thần thức khống chế đại lão hổ, thông qua linh su trận trên người đại lão hổ, xúc động trong vạn thi trận, linh su trận trên người tiểu cương thi. Hai người xếp theo trận văn ăn khớp, trận văn, mã hóa, tương đương đại hổ có thể khống chế tiểu cương thi loại gián tiếp khống chế này càng thêm mịt mờ không dễ bị lục thừa vân phát hiện ra manh mối một lát sau thần thức mặt họa khẽ nhúc nhích hắn có thể cảm giác được liên hệ với tiểu cương thi trận pháp mặt họa liền khống chế tiểu cương thi đẩy nắp quan tài ra chậm rãi bò dậy sau đó đi tới lối vào kéo mở cửa cống trên tường cùng lúc đó trên bích họa nét mực lại lộn xộn dung hợp cấp độ dần sáng chuyển hóa thành một gương mặt nửa người nửa thay. Khuôn mặt người này, uy nghiêm mà cay nghiệt, ánh mắt tham lam, lộ ra dữ tợn cùng đáng sợ. Nó mở ra cái miệng rộng, tạo thành cửa vào bích họa. Mặt họa nhìn chầm chầm khuôn mặt người này một hồi, yên lặng ghi nhớ khuôn mặt này, sau đó ánh mắt sáng ngời, tức bước đi vào trong vạn thi tế đàn. Trong này có vạn thi trận, có tế đàn vàng ống ánh, có thi quan bằng đồng xanh ba ngày có người nhìn, hắn bó tay bó chân buổi tối lúc này lại tiến đến, thần không biết quỷ không hay, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Trong vạn thi tế đàn, huyết văn khắp nơi, hàng ngàn quan tài, ánh nến hôn ám, trống trải tĩnh mịch. Không có một ai. Ngoại trừ mặt họa. Sau khi mặt họa điều khiển tiểu cương thi đóng cửa lại, bích họa sau lưng vạn vẹo một hồi, lại chặn đường đi trong tương lai. Mặt họa gật đầu. Linh su trận này, không hổ là tuyệt trận, thực dụng hơn rất nhiều so với mình nghĩ. Sau đó hắn bắt đầu đánh giá tế đàn. Ba ngày có Lục Thừa Vân và Trương Toàn ở đây, mặt họa còn chưa cảm thấy gì. Lúc này đêm khuya, một mình một người đến, đã cảm thấy tế đàn này, mặc dù vàng son lộng lẫy, nhưng âm trầm tà dị rất nhiều, chớ nói chi là quan tài đầy đất cùng cương thi trong quan tài. Mặt họa cũng không khỏi có một chút khẩn trương Hắn bình phục tâm tình Bắt đầu dựa theo tính toán của mình Làm từng việc một đầu tiên là nghiên cứu vạn thi trận. Tuy mắt trận vạn thi trận là hắn thiết kế, nhưng mắt trận chỉ cùng trận su bàn bạc, khiến linh lực lưu thông. Toàn cảnh trận pháp, mặt họa cũng không rõ ràng lắm. Vạn thi trận này là tâm huyết nhiều năm của Lục Thừa Vân. Ba ngày hắn cũng không có cơ hội nhìn kỹ, để tránh phạm vào kiên kỵ của Lục Thừa Vân. Hơn nữa theo như trận pháp của mặt họa lý giải, vạn thi trận này rất có thể còn không chỉ là phục trận, mà là một môn tà đạo đại trận, mặt họa thi triển thể thủy bộ bám linh lực lên chân dọc theo vách tường đi tới nóc nhà treo ngược cái đầu nhỏ nhìn xuống dưới từ trên cao nhìn xuống cả tòa trận pháp đều thu hết vào mắt lấy mắt trận làm tâm mạch lấy đầu mối trận pháp làm khung xương lấy trận văn làm huyết nhục trước sau hô ứng kết thúc liên kết đúng là một bộ trận pháp hoàn chỉnh quy mô to lớn mặt họa ghi tạc bố cục trận pháp chỉnh thể vào trong đầu sau đó đi xuống bắt đầu từ chi tiết trận văn nhìn từng chút một những trận văn này mặt ngoài là tà văn nhưng lột bản chất của nó vẫn là ứng dụng với ngũ hành trận như thổ mộc thủy trận pháp thổ hệ dung hợp thi nhục thủy hệ trận pháp trộn lẫn huyết thủy lại lấy một chút chất lỏng cỏ cây âm độc tạo dựng trận pháp hệ một điều hòa máu thịt hình thành trận văn tà trận máu thịt con người trời sinh có sự hòa hợp của linh lực cho nên tà trận thường lấy máu người làm mực, lấy thịt người làm môi, có thể tăng cường hiệu quả trận pháp, cũng có thể giảm xuống độ khó trận pháp. Mặc dù cánh cửa hạ thấp, nhưng trong đó bao hàm, lý giải đối với đại đạo pháp tắc, liền nông cạn rất nhiều. Mặt họa lắc đầu. Đầu cơ trục lợi như vậy, bỏ gốc lấy ngọn, không cách nào đăng lâm trận pháp đại đạo. Nhưng vì biết người biết ta, mặt họa vẫn xem xét trận văn từ đầu tới đuôi một lần. Sau khi chảy vuốt, lại kết hợp với trận nhãn, cùng với mắt trận do chính mình tạo dựng, hơi diễn toán, khơi thông trong trận pháp, linh lực và tà lực vận chuyển logic. Một bộ vạn thi trận hoàn chỉnh, liền hiện ra trong thức hải của mặt họa. Mặt họa ghi lại bộ trận đồ trong thức hải này lên giấy, sau đó cúi đầu nhìn kỹ, yên lặng trầm tư. Sau một lát, hắn thở dài, thật là đại trận hình thức ban đầu hơn nữa không phải loại đại trận đơn thuần góp cho đủ số lượng. Mà là một loại, trải qua mấy đời thay đổi, trận văn hoàn chỉnh, trận xu ngắn gọn, lực lượng mắt trận hùng hậu, rõ ràng có ấn ký tà đạo đại trận truyền thừa. Vạn thi tà đạo đại trận mặt họa nhíu nhíu mày. Rốt cuộc lục thừa vân lấy trận đồ từ đâu, chẳng lẽ trong lục gia hoặc là trong quặng thi này còn có ma tu tinh thông trận pháp ma đạo, xuất thân từ ma tông chính thống, nhưng những ngày qua, hắn đã lăn lộn rất quen thuộc trong quặng thi. Chưa bao giờ thấy qua tu sĩ như vậy, thậm chí một chút dấu vết cũng không phát hiện, chẳng lẽ lại là yêu nhân ma đạo nào đó, nhất thời vô tình gặp được, đưa cho lục thừa vân, yêu nhân ma đạo mặc họa lại nghĩ đến, cái mà trang tiên sinh đã nói kia, không thể nhìn, không thể nhắc tới, tốt nhất cũng đừng nghĩ đến đạo nhân quỷ dị. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, mặc họa lẩm bẩm nói. Nếu đúng như vậy mà nói, đạo nhân kia truyền lại công thức chuyển thọ hóa nguyên tà đan cho lão tổ tiền gia, lại truyền cho lục thừa vân vạn thi đại trận tà đạo đoán chừng ở những nơi khác cũng truyền cho một số tu sĩ tâm thuộc bất chính, một số pháp môn cấm kỵ của ma đạo hắn đang mua đồ gì, vì tạo ra đạo nghiệt, loại thiên địa tai nghiệt đạo nghiệt này, thật sự có thể, sản xuất hàng loạt, sao, hay là nói, đạo nhân này, có ý đồ khác càng sâu. Mặt họa nhíu mày khổ tư. Nghĩ đi nghĩ lại, liền có chút nhập thần. Bỗng nhiên một cổ hàng ý cực lạnh lẽo mà khủng bố, xông lên đầu. Trong lòng mặt họa mơ hồ hiện lên hình dáng của một đạo nhân. Đường nét của đạo nhân giống như mực nước đen kịch quanh thân là đường nét khô đen. Nhưng những đường công này lại dần dần ngưng thực, phát họa thành hình. Khuôn mặt đạo nhân cũng dần dần rõ ràng, một đôi mắt chậm rãi mở ra, thâm thúy mà trống rỗng, từng chút từng chút nhìn về phía mặt họa. Mặt họa không biết hắn là ai, nhưng trong giây lát, lại biết đạo hiệu của đạo nhân, quỷ đạo nhân, người cầu đạo nửa quỷ nửa quỷ. Mặt họa kinh hãi, vội vàng tĩnh tâm minh tưởng, vứt bỏ hết thảy suy nghĩ. Nhưng hắn càng không muốn nghĩ, lại kìm lòng không được mà nghĩ. Thậm chí ba chữ, quỷ đạo nhân, cũng gần như thốt ra. Mặt họa có loại cảm giác, một khi mình, trong miệng đọc lên ba chữ, quỷ đạo nhân, lập tức sẽ bị đạo nhân này phát hiện. Không thể niệm, không thể niệm, mặt họa không ngừng khuyên bảo chính mình. Mà khi hắn cố gắng đè nén tâm thần, bỗng nhiên không nghe sai sử, đọc ra chữ, quỷ, đầu tiên ánh mắt đạo nhân kia trống rỗng, bỗng nhiên có thần thái, yên lặng quay đầu, mắt thấy, liền muốn đem ánh mắt, ngưng kết đến trên người mặt họa. Đáy lòng mặt họa mát lạnh, cái khó ló cái khôn, vội vàng nhéo quai hàm của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, bị chính hắn ta bóp ra hai dấu tay. Mặt họa tê rần, tê, một tiếng, rốt cuộc không có đem ba chữ, quỷ đạo nhân, niệm ra. Danh hiệu không đọc ra, mặt họa có một lát thở dốc. Làm sao bây giờ, mặt họa phúc trí tâm linh, lại vội vàng móc ra linh mực, lấy ngón tay chấm mực, lấy thần thức câu thông đại địa đạo quẩn, bắt đầu vẽ hậu thổ trận trên mặt đất. Một khi bắt đầu vẽ trận pháp, thần thức liền tập trung lại, sẽ không tiếp tục suy nghĩ lung tung. Càng sẽ không nghĩ đến đi niệm cái danh hiệu gì. Mà đại đạo quẩn câu thông, cũng chiếm cứ tâm thần của mặt họa. Một tia ý chất phát cổ xưa trà ngập ra, dần dần che đậy khí tức của quỷ đạo nhân cùng lúc đó, dưới một vách núi cây khô mọc thành cụm. Tô Nghĩa, ngồi xếp bằng mở mắt ra trên người hắn bẩn thiểu, khoác đạo bào bẩn thiểu, người chết mặt vào, ánh mắt đen nhánh trống rỗng, giọng nói khàn khàn mà sền sệt ai, dục niệm tên của ta, rất quen thuộc hắn nhắm mắt cảm giác, bỗng nhiên lại mở hai mắt ra, ánh mắt trống rỗng, hơi lộ ra nghi hoặc đại địa đạo ẩn, đệ tử địa tông, sao lại như vậy tiểu hoang châu giới, đệ tử địa tông ở đâu tới, sao có thể niệm tên của mình, không đúng tô nghĩa đưa tay phải ra, tay phải của hắn gãy mấy cái, lấy một hình dạng kỳ quái kẹp lại. Với nhau, không biết đang tính toán cái gì. Một ít nhân quả, cũng sâu chuỗi lại đại địa đạo quận hậu thổ trận có một tu sĩ trận sư dáng người thấp bé, không, là tuổi còn rất nhỏ, nhân quả tới đây là kết quả. Không rõ ràng. Hai mắt, tu nghĩa, chảy ra huyết lệ, tóc thư dần dần biến trắng, thức hải rung động, thần thức lưu lại, cực lực diễn toán nếu không có đạo quận che lấp, sau ba hơi thở, người này chắc chắn sẽ đọc ra danh hào của ta vậy bỏ đạo quận che giấu đi hai mắt, tô nghĩa máu tuôn ra như suối tóc xám trắng từng sợi rơi xuống dung nhan già yếu mà mắt thường có thể thấy được giống như sau khi thần thức hao hết lấy lực lượng tính mạng đền bù lực lượng diễn toán không đủ trong miệng hắn nhớ kỹ một hai ba ba hơi đã qua trong tương lai hắn tính toán quả nhiên có người không chịu khống chế niệm tên hắn quỷ đạo nhân niệm danh hiệu của hắn thanh thúy mà dễ nghe tô nghĩa hơi sững sờ thần sắc ngoài ý muốn là một đứa trẻ tại sao một đứa bé lại niệm tên của mình rốt cuộc là ai có quan hệ gì với ta tô nghĩa cẩn thận lắng nghe lại phát hiện thanh âm này có biến hóa từ một thanh âm của một đứa bé dần dần trong sáng biến thành một thanh âm thiếu niên lại dần dần hùng hậu biến thành một thanh âm trung niên cuối cùng lại biến thành một giọng nói mà hắn vô cùng quen thuộc lại hoài niệm giọng nói này mát lạnh mà nho nhã ba chữ quỷ đạo nhân cũng biến thành hai chữ sư huynh Tu Nghĩa mở mắt ra, trong lúc hoảng hốt, nhìn thấy một tu sĩ dung mạo thanh Việt, phong thái hơn người đang nhìn hắn. Ánh mắt của hắn mát lạnh, ôn hòa, khóe miệng mang theo một nụ cười khó có thể nắm bắt. Chính là Trang Tiên Sinh. Sau một lát, tất cả đều tiêu tán như mây khói. Tu Nghĩa đã không nhớ rõ ai từng niệm tên của hắn. Chỉ nhớ rõ một tiếng, sư huynh, này. Hắn lại bấm ngón tay tính toán, phát hiện túi da này đã nứt nẻ, thần thức đã khô kiệt, tóc trên đỉnh đầu cũng đều rơi hết không có gì để nói, Tô Nghĩa, ngồi bất động hồi lâu, thần sắc quá dị, trong miệng lẩm bẩm nói, sư đệ tốt của ta, ngươi rốt cuộc đang giấu cái gì, lạc phách đến tận đây, còn có cái gì, đáng giá ngươi đi ẩn nấp chứ, rừng núi quạng hiu, không người trả lời. Thôi Tô Nghĩa, run rẩy đứng dậy, bọc đạo bào người chết, bước chân một sâu một cạn, đi ra ngoài núi rừng chờ ta tìm được ngươi, liền cái gì cũng biết thật có lỗi, kéo dài đến chậm có chút mệt mỏi nam nhạc thành trong phòng trúc yên tĩnh trang tiên sinh mở mắt ra sắc mặt tái nhợt một phần có chút bất đắc dĩ nói đệ tử quá thông minh cũng là chuyện phiền toái một khi thông minh nghĩ đến liền nhiều không chú ý liền nghĩ đến đồ vật không nên hắn nghĩ đến khôi lão đang cầm một khúc gỗ gọt con hổ nhỏ thay mặt họa nghe vậy hơi cau mày nhíu mày lại bị tính ra trang tiên sinh lắc đầu thiếu chút nữa ông khẽ thở dài May mà đứa bé kia thông minh biết lợi dụng đại địa đạo quẩn, che giấu khí cơ bản thân, nếu không thật bị người kia thấy được dung mạo, còn phải phí nhiều chút trắc trở. Khôi lão trầm tư một lát, yên lặng nói đứa nhỏ mặt họa này, đã lâu không trở về trang tiên sinh sắc mặt hơi tái, nghe vậy đuôi lông mày khẽ nhướng, khẽ cười nói thế nào, nhớ hắn sao, khôi lão không để ý tới hắn, lặng lẽ gọt con hổ nhỏ trong tay. Trước đó, khi mặt họa tìm được hắn, có lẽ cần rất nhiều hổ con, nhờ hắn khách giúp một ít hiện tại hắn khách không ít tiểu lão hổ mặt họa lại không dính da một lát sau khôi lão thở dài bất đắc dĩ nói rắn hạt thông xong không ai xào cho ta trang tiên sinh đề nghị hay là để bạch tử thắng thay ngươi vào hắn là đệ tử của ta cũng coi như là vãn bối của ngươi loại chuyện này phải cống hiến sức lực khôi lão có phần ghét bỏ đệ tử bạch gia chỉ có thể lấy chút đau thương kiếm kích những thứ khác không được chú ý còn rất nhiều trang tiên sinh lắc đầu khôi lão không để ý tới hắn chỉ nghĩ khi nào mặc họa có thể trở về nhưng hắn tính không rõ liền hỏi trang tiên sinh còn bao lâu nữa trang tiên sinh bấm ngón tay nhìn về phía mỏ quặng xa xa ánh mắt khẽ nhúc nhích chậm rãi nói nhanh thôi ánh mắt trang tiên sinh có chút thâm thúy trận pháp hắn học được thứ đó cũng sắp luyện xong rồi thi khí lan tràn thiên cơ vẫn đục kiếp nạn lần này ở nam nhạc thành cũng không nhỏ liền xem đứa nhỏ này xử lý như thế nào khôi lão gật đầu một cái trang tiên sinh lại liếc nhìn khu mỏ ngoài thành trên mỏ quặng là khoáng tu mệnh khổ bọn họ hoàn toàn không biết gì cả mỗi ngày còn đang vất vả lao động trang tiên sinh thở dài mỗi khi gặp đại kiếp nạn chịu khổ chịu nạn vĩnh viễn là tu sĩ tầng thấp nhất ngươi lại đa sầu đa cảm rồi giọng nói của khôi đờ đẫn trang tiên sinh cười tự dẻo nói không có cách nào tuổi đã lớn rồi. Khôi lão nhìn Trang Tiên Sinh, trong ánh mắt lộ ra vẻ tiếc hận và phiền muộn thật sâu. Hắn không nói gì thêm, mà tiếp tục cúi đầu gọt con hổ nhỏ. Một đao lại một đao, thủ pháp thuần thục, vụn gỗ rơi xuống, đường nét của tiểu hổ hoàn toàn tự nhiên. Trong phòng trúc, đột nhiên an tĩnh lại. Một lát sau, khôi lão đột nhiên nói, ta giết sư huynh của ngươi đi. Trang tiên sinh ngẩn ra. Giết hắn, ngươi có thể sống thêm vài năm. Giọng nói khôi lão lạnh lùng. Trang tiên sinh lòng sinh ấm áp, khuôn mặt thanh giật, toát ra ý cười. Đa tạ. Sau đó hắn lại xin lỗi nói, ngươi giúp ta nhiều như vậy, thời gian của ta không nhiều, đoán chừng không giúp được ngươi khôi lão lắc đầu. Ngươi không để ý tới tình cảm sư môn, ta bố trí hình nộm thiên khôi giết hắn. Ngươi sống thêm mấy chục năm nữa, vẫn có thể giúp ta. Trang tiên sinh im lặng một lát, Lắc đầu thở dài giết không được khô nhíu mày, đạo tâm trồng ma, có khó giải quyết vậy không? Trang Tiên Sinh lạnh nhạt nói, hắn vào ma điện, thành đạo nhân, kế thừa đạo hiệu là Quỷ, được thần niệm truyền thừa, tu đến chỗ sâu, gần như thiên ma. Trước đó hắn cẩn thận một chút, các lão cũng không làm gì được hắn. Bây giờ đạo tâm chủng ma của hắn đại thành, thần niệm đi chính là đạo, quỷ, muôn vàng biến hóa kỳ lạ đã không phải đơn thuần dựa vào tu vi đạo pháp là có thể giết chết khôi lão cũng trầm mặt trong ánh mắt già nua cất giấu cảm xúc không rõ ý tứ không giết một chút làm sao biết trang tiên sinh thở dài người có thể giết ông ấy cũng sẽ chết nhưng người chết là ai cuối cùng ông ấy chết hay không ai cũng không biết khôi lão cao mày đạo tâm chủng ma không tính là truyền thừa tuyệt đỉnh của ma tông làm sao lại đáng sợ như vậy trang tiên sinh thần sắc buồn bã đạo tâm chủng ma thì không phải nhưng sư huynh kia của ta, hắn là tu sĩ thần niệm tuyệt đỉnh trên đời này, không biết còn có ai có thể giết hắn? Trang tiên sinh thần sắc bất đắc dĩ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện ra khuôn mặt tươi cười ngây thơ hồn nhiên của mặt họa. Trang tiên sinh giật mình, ánh mắt lập tức tối nghĩa. Trầm Tư một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, còn sớm a, à, đừng bị giết. Sống sót thật tốt là tốt rồi. Mỏ thi khoáng của Lục gia bên trong vạn thi tế đàn, mãi đến khi vẽ xong một bộ hậu thổ trận, thần thức thanh minh. Khí tức quỷ dị tiêu tán vô tung, lúc này mặt họa mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng sợ hãi không thôi, sau lưng cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Thật quỷ dị A không niệm tên của hắn, không nói đạo hiệu của hắn, chỉ là hướng chỗ sâu nghĩ nghĩ, liền bị đạo nhân này cảm giác, thậm chí ở trong lòng, hiện lên thân ảnh của hắn. Thân thể cũng mơ hồ không bị khống chế. Tụng kỳ đạo hiệu, quy y kỳ đạo. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? chẳng lẽ cũng là một loại thần niệm chi thuật, mặt họa không dám ngẫm nghĩ nữa. Hắn giấu ba chữ, quỷ đạo nhân, này thật sâu trong đáy lòng, tận lực không chạm đến, không suy nghĩ sâu xa. Cùng lúc đó, mặt họa cũng có chút suy sụp tinh thần. Trước đó hắn còn tưởng rằng phương pháp thần niệm của mình đại thành, giao phong về phương diện thần thức, có thể đại sát tứ phương. Lại không nghĩ rằng, mình chỉ là động tâm tư, liền bị người phát giác còn đối mặt với quỷ ảnh của quỷ đạo nhân, bản thân lại sinh ra cảm giác không thể nào xuống tay, không thể chống lại. Mặt họa thở dài, tu đạo vẫn phải cẩn thận, không thể kiêu ngạo tự mãn. Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Thủ đoạn của đại tu sĩ cảnh giới cao, thông thiên triệt địa, không thể tưởng tượng, hoàn toàn không phải là mình một luyện khí nho nhỏ, có thể phỏng đoán. Ngàn vạn lần không thể đắc ý quên hình, mặt họa yên lặng cảnh cáo mình mấy lần, sau đó gật gật đầu lập tức hắn lại nghĩ đến một vấn đề loại quỷ ảnh này, nếu như là thủ đoạn thần niệm. Vậy tương lai mình có thể học hay không đây, tu thần niệm đến cực hạn, lấy thần thức vô thượng chứng đạo. Vậy mình có phải cũng có thể giống như đạo nhân này, thủ đoạn quỷ quyệt, khiến người ta khó lòng phòng bị hay không, hiện tại mình vẫn chỉ là luyện khí, thần thức chỉ vẹn vẹn có thập nhị văn. Nhưng tương lai nếu có một ngày, thần thức của mình đủ mạnh, thủ đoạn thần niệm đủ nhiều, có phải có thể trực tiếp chống lại đạo, quỷ ảnh, này hay không, nếu có thể, vậy mình mặc niệm đạo hiệu, quỷ đạo nhân, câu, quỷ ảnh, của hắn đến đây, có phải hay không có thể trực tiếp, ăn, nó đi sao, quỷ ảnh, ăn, rơi xuống nó, có phải cũng có thể tăng trưởng thần thức hay không, sau khi luyện hóa, có thể lĩnh ngộ được một ít thần niệm hay không, mặc họa chỉ là động một chút suy nghĩ, bỗng nhiên. Thức hải rung động một cái, lại có đạo nhân mặc ảnh khô khốc hiện ra. Mặt họa hoảng sợ, vội vàng thu lại tâm tư trong lòng mặt niệm nói ta cái gì cũng chưa nghĩ ta cái gì cũng chưa nghĩ không biết qua bao lâu thần thức thanh minh quỷ ảnh tiêu tán lúc này mặt họa mới thở phào nhẹ nhõm lần này hắn không dám suy si tâm vọng tưởng nữa mà thành thành thật thật quên hết suy nghĩ vừa rồi tiếp tục tìm hiểu trận pháp và tế đàn trước mắt mà ở phương xa trong núi rừng cô quạng Tu nghĩa lại phát giác được cái gì bỗng nhiên sững sờ tiếp đó hắn cười lạnh một tiếng còn dám tới trong lòng niệm danh hiệu của ta, cho rằng ta sẽ không biết, hắn ngồi xếp bằng xuống, uống một viên huyết đan, khôi phục khí cơ, sau đó đang chuẩn bị diễn toán, lại bỗng nhiên rung lên trong lòng. Hắn cảm thấy tim đập nhanh. Sợ hãi này sinh ra từ hư không, tới nhanh đi cũng nhanh. Dường như trong tối tâm, thiên cơ vận chuyển, có thần niệm gì sinh sôi. Nó nhìn chầm chầm vào mình, không có ý tốt, hơn nữa dường như, trong đó còn có chút ý, thèm nhỏ giải, có ý gì đây? Ai có thể, ai dám thèm nhỏ giải mình, tu nghĩa, sinh ra một tia tức giận. Hắn muốn suy diễn ngược, nhưng tia thần niệm này lại giống như một ý niệm cực kỳ yếu ớt, giống như lưỡi câu ném vào mặt nước, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, tạo ra một gợn sóng, chìm vào đáy nước tĩnh mịch, lặng lặng ngủ đông. Mặt nước trở nên yên tĩnh, không có một chút dấu vết. Dường như có người đã đem ý niệm này giấu thật sâu trong đáy lòng, mà thiên hành hữu thường hết thảy nhân quả, lại đã lặng yên không một tiếng động, yên lặng vận chuyển ánh mắt, tô nghĩa, thâm thúy, trống rỗng, nhưng rốt cuộc không còn đạm mạc, mà là nhiễm một tầng sương lạnh là ai nơi thâm sơn tĩnh mịch, có tiếng yêu quái truyền đến. Hồi lâu sau, tô nghĩa, xoay người, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là giọng nói khàn khàn mang theo một tia căm hận và đáng sợ đừng để ta tìm được ngươi nếu không hắn còn chưa nói xong, đã bị biến hóa kỳ lạ trong núi chôn vùi mặt họa vẫn đang nghiên cứu vạn thi phục trận trận nhãn vạn thi phục trận là do hắn thiết kế mặt họa rõ như lòng bàn tay cho nên phần lớn thời gian đều dùng ở trận văn và đầu mối trận pháp nghiên cứu một lúc mặt họa đại khái đã hiểu công dụng vạn thi trận vạn thi phục trận cùng với vạn thi đại trận chưa cắt giảm tác dụng tương tự chỉ là quy mô có khác nhau trận pháp này chủ yếu có hai công dụng một là luyện thi quy mô lớn trong trận pháp khảm vào số lượng lớn quan tài làm trận môi, lấy trận văn duy trì, lấy trận su trù thống, lấy mắt trận cung cấp năng lượng, như vậy có thể, luyện chế cương thi số lượng lớn. Hai là tăng cường khống thi. Lấy linh su trận làm trung tâm, xây dựng trọn bộ, lấy thanh đồng thi làm trung tâm, lấy thiết thi làm trung gian, lấy hành thi làm nền tảng xếp vào trận pháp linh su. Tần tần trù tính khống chế. Đây là tầng căn cơ trận pháp có chút thâm hậu. Lục thừa vân này, Mặc dù tâm thuật bất chính, nhưng ở trên trận Pháp, vẫn rất có thiên phú cùng tạo nghệ. Chỉ có điều những tâm tư này không dùng ở chính đạo. Mặt họa lắc đầu. Hắn nghiên cứu gần sông Vạn thi trận, tiếp theo chính là tế đàn. Tế đàn màu vàng lấp lánh. Lư hương thú kim, khói lượng lờ. Giá cắm nến vị thúy, tinh xảo đẹp để quý giá, ánh nến điểm điểm. Chỉ có điều ánh nến này, ít nhiều mang theo chút quỷ dị, sáp trên nến cũng giống như dầu xác không biết là giết bao nhiêu người luyện ra. Trên đàn bày linh hoa ngũ sắc, tranh chữ vàng ống ánh, treo đèn lồng giao văn. Trước đàn còn cung cấp thịt heo dê. Yeah. Những linh nhục này cũng đều khá quý giá. Những tên thợ mỏ đang liều sống liều chết ở bên ngoài kia, có khả năng cả đời cũng không ăn được. Mặt họa khẽ thở dài. Mà đồ vật bày trên sạp được vải vàng che lại, hình thù kỳ quái, giống như điêu khắc, giống như yêu thú, lại giống như thây khô. Thần thức cũng không thể thăm dò. Căn bản không phân biệt ra được, rốt cuộc là vật gì. Có muốn mở ra xem hay không, mặt họa tay đưa đến một nửa, lại dừng lại. Trong lòng hắn có chút do dự. Nếu vạch trần, sẽ có nguy hiểm gì hay không, liệu có bị lục thừa vân phát hiện ra không, vạn nhất thờ là cương thi, yêu thú, hung vật, thì sẽ được giải phong. Mặc dù mình có thể ý vào thể thủy bộ, hoặc ẩn nặc thuật chạy thoát, nhưng muốn dựa vào tu vi, trấn áp, đoán chừng là không thể nào. Một khi hung vật này gây ra động tĩnh, sẽ kinh động lục thừa vân. Mà nếu như trong này không phải hung vật gì, mà là loại tượng đá tương tự, quan tưởng đồ, có tà niệm lén lúc ký sinh, vậy mình vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Từ khi gặp qua quỷ ảnh của quỷ đạo nhân, mặt họa hiện tại đã khiêm tốn hơn nhiều. Cũng không cảm thấy thần niệm của mình hiển hóa, có thể đại sát tứ phương gặp chuyện vẫn là ổn thỏa chút thì tốt hơn nhất là loại hung hiểm không biết này lúc biết còn không biết sâu vẫn là không nên tùy tiện động thủ mặt họa có chút ngứa ngáy rất là tò mò hắn rất muốn biết trên tế đàn vải vàng che lấp xuống đến cùng cung phụng vật gì nhưng hắn lại không dám tùy tiện vạch trần tấm vải liệm màu vàng mặt họa rối rắm một lát chỉ có thể từ bỏ cẩn thận lái được thuyền vạn năm bên trong quảng thi không thể so với Nam Nhạc Thành, không có sư phụ tự mình dò xét, cũng không có sư huynh sư tỷ hỗ trợ cho mình. Có thể, nhát, một chút. Mặt họa lưu luyến không rời rời ánh mắt khỏi tế đàn, lại chuyển dời đến quan tài đồng xanh trên trận pháp vạn thi phục trận. Linh su trận trong quan tài đồng này, có trận văn danh sách cuối cùng. Nếu như trận pháp có hiệu lực, cương thi trong quan tài này vừa mới luyện thành, liền có quyền hành cao nhất, có thể chi phối thiết thi trúc cơ kỳ, tiến tới thống ngự hành thi trong cả tòa quặng thi. Lục Thừa Vân mượn linh su trận, phương pháp khống thi đại thành. Hắn không chỉ là chủ nhân lục gia, còn là cương thi chí tôn của tiểu hoang châu giới này. Mặt họa nâng cầm, trong bụng nổi lên ý nghĩ xấu, có nên phá hủy quan tài đồng này hay không, hay là phá hủy toàn bộ vạn thi trận, hết mọi chuyện trực tiếp chặt đứt niệm tưởng của Lục Thừa Vân. Tâm huyết trăm năm của hắn, nước chảy về biển Đông, tất cả cố gắng, toàn bộ thành cho bụi mặt họa suy nghĩ một chút lại khẽ lắc đầu tính toán thì phải tốn thời gian bố trí linh trận nghịch chuyển cũng cần thời gian lục thừa vân lòng nghi ngờ nặng chưa chắc sẽ cho mình cơ hội này không mặt họa lại nhíu mày suy nghĩ cơ hội vẫn phải có chỉ cần kiên nhẫn một chút tóm lại sẽ bắt được sơ hở lục thừa vân là gia chủ sự vụ bận rộn vốn cũng không có khả năng cả ngày đều nhìn chầm chầm nơi này chỉ cần có một chút sơ sẩy, cho mặt họa cơ hội nghịch linh vỡ vụn, vậy, quanh, một cái, cơ nghiệp trăm năm này của hắn liền xong đời nhưng lỡ như vỡ vụn, mặt họa tiếp tục cân nhắc. Có phải quặng thi sẽ sụp đổ hay không, mình còn có thể đi ra ngoài sao, như vậy trước tiên bày ra nghịch linh trận, sau đó nghĩ biện pháp chạy ra ngoài, sau đó lại lợi dụng khôi lỗi, dẫn động trận pháp vỡ vụn, nhưng nơi này là bên trong mỏ quặng. Một khi vỡ vụn, đoán chừng sẽ sinh ra nổ tung cùng sụp đổ không lường được, có khả năng rút dây động rừng, không chỉ có thi khoáng, cả tòa quạng mỏ, đều sẽ chôn vùi. Đến lúc đó, chẳng những vạn thi phục trận vỡ, quạng thi thể sụp đổ, thi tu chết rồi, ngay cả những khoáng tu mệnh khổ ở trong mỏ quạng gần đó cũng sẽ bởi vì linh lực chấn động, quạng mỏ sụp đổ mà chết. Sớm sơ tán khoáng tu, mặt họa trầm tư một chút, cảm thấy vẫn không được. Mỏ quạng là mỏ của lục gia, sơ tán khoáng tu bên trong, khẳng định sẽ đánh rắn động cỏ, kinh động lục gia một khi lục gia sinh nghi làm việc sẽ không tiện như vậy hơn nữa uy lực của đại trận bị phá vỡ rất lớn nhưng đây là phục trận có thể uy lực không khoa trương như mình nghĩ nhiều nhất là sụp đổ vạn thi trận hủy quan tài đồng nhưng một khi quan tài đồng bị hủy trận văn danh sách cao nhất của linh xu trận sẽ mất đi hiệu lực cương thi khác có thể bởi vậy mà mất khống chế hay không một khi cương thi không khống chế được theo bản năng sẽ tham ăn huyết nhục chọn người mà phệ số lượng đông đảo, sẽ hình thành thi triều, thi độc tràn lan, toàn bộ Nam Nhạc Thành, sẽ gặp phải hạo kiếp. Mặt họa ngược lại có thể trốn. Cho dù trúng thi độc, cũng có biện pháp giải. Nhưng những tán tu cùng khổ thì sao, lỡ như trốn không thoát, sẽ trở thành mồi ăn của cương thi. Cho dù chỉ là bị cắn, không có đang dược cứu chữa, thi độc lan tràn, ăn mòn tâm mạch, liền sẽ phát sinh thi biến, biến thành cái xác không hồn, mặt họa tận lực cân nhắc chu toàn. Tự hồ nghĩ như thế nào, làm như thế nào, đều sẽ có chút sơ hở, rất khó chu toàn. Có chút khó giải quyết mặt họa thở dài. Vậy trực tiếp động tay chân trên trận pháp của quan tài đồng thì sao? Mặt họa nhìn về phía quan tài đồng trước mắt. Bộ quan tài này, mặt họa ba ngày cũng thường xuyên xem, thậm chí khi lục thừa vân vẽ tà trận linh su, y cũng sẽ ở một bên nhìn lén. Bên ngoài quan tài, bên trong mông lung. Trận pháp của Lục Thừa Vân được vẽ trên nghi mực bằng đồng trong quan tài, mà không phải trực tiếp vẽ lên trên người cương thi. Nhưng trong quan tài đồng xanh lại là cái gì? Rốt cuộc có phải cương thi hay không? Có, lại là cương thi cấp bậc gì đâu? Hành thi, thiết thi theo lý mà nói, đằng sau hẳn là đồng thi, ngân thi, kim thi quan tài đồng, chẳng lẽ là đồng thi, nhưng nghe khẩu phong của Lục Thừa Vân lại giống như không giống lắm. Đồng thi, thực lực hẳn là rất mạnh đi bán chừng có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Lục Thừa Vân chỉ là một trúc cơ sơ kỳ, hắn trấn áp được đồng thi sao? Không trấn được, còn đi luyện, chẳng phải là muốn chết? Một khi luyện thi bị phản phệ, khẳng định là bị cương thi ăn sạch, hài cốt không còn. Lục Thừa Vân không khéo như vậy, hẳn là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nhưng nếu không phải đồng thi, lại rốt cuộc là cái xác gì? Mặc Họa suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, một vấn đề cơ bản nhất, ngay cả hành thi, thiết thi, đồng thi, ngân thi Kim thi có gì khác nhau hắn cũng không biết, ngoại trừ từ trong miệng tiểu sư tỷ, hắn đã nghe qua tên của mấy loại cương thi này. Còn về luyện thi, kỳ thật hắn hoàn toàn dốt đặc cán mai, là một người ngoài nghề, giống như một tu sĩ không hiểu trận pháp, đang suy nghĩ vấn đề của trận pháp bằng kinh nghiệm. Hiện tại hắn cũng chỉ dựa vào phán đoán, suy đoán luyện thi loại khác. Người ngoài nghề đi cân nhắc vấn đề trong nghề là rất dễ dàng nghĩ đương nhiên. Luyện thi có chia phẩm cấp hay không? vàng bạc đồng sắc là phẩm giai hay là loại hình thi khác nhau có hiệu quả gì lại có kiên kỵ gì tất cả đều là cái hiểu cái không hành thi bình thường cùng thiết thi dựa vào loại nhận biết thô thiển này còn có thể ứng phó một chút nhưng hiện tại lục thừa vân dùng rõ ràng là thủ pháp luyện thi cấp cao hơn kinh nghiệm gà mờ chưa chắc có thể nhìn ra cái gì nhưng mặt họa lại sầu muộn thực tiễn ra chân lý hắn cũng không thể vì biết những vật này liền đi học luyện thi lại tự mình động thủ luyện thi mặc họa suy nghĩ một chút, cảm thấy để cho chính hắn đi luyện là không có khả năng. Nhưng có thời gian thì trộn mấy quyển sách luyện thi từ trong tay thi tu, biết người biết ta, vẫn là rất cần thiết. Tu giới hiểm ác Tu sĩ muốn sinh tồn ở tu giới, tri thức tu đạo không thể thiếu. Có một số việc, có thể không làm, nhưng không thể không biết. Bằng không một khi có, hàng rào nhận thức, người thông minh nữa cũng vô dụng, thậm chí còn có khả năng tự cho là thông minh, tự tuyệt đường sống, chết cũng không biết mình chết như thế nào. Mặc họa khẽ vuốt cầm, sau đó muốn đi mở quan tài đồng thau. Quan tài thanh đồng phân thành quan tài, bên ngoài quan tài, bên trong quan tài, bên trong quan tài luyện thi. Hắn chỉ mở quan tài, không mở hòm, giống như lục thừa vân, hẳn là phong hiểm không lớn. Nhưng mặc họa không nghĩ tới, hắn ngay cả ngoại quan cũng mở không ra toàn bộ quan tài bằng đồng giống như bị phong kín. Mặt họa dày vò mấy lần, cũng không có mở ra, thậm chí không biết quan tài đồng này là dùng trận pháp hay là khóa. Mặt họa thở dài. Lần này vào đây, nói thu hoạch cũng có, nhưng lại nhỏ hơn so với tưởng tượng của mình. Vạn thi trận ngược lại là nghiên cứu thấu đáo. Nhưng tế đàn thờ cái gì, trong quan tài đồng xanh bịt cái gì cũng chưa làm rõ. Xem ra, phải nghĩ thêm biện pháp nữa rồi ánh mắt mặt họa khẽ nhúc nhích trong lòng yên lặng nói mặt họa vụng trộn chuồn ra khỏi vạn thi tế đàn trước khi đi hắn lại tỉ mỉ kiểm tra một lần xác nhận mình không để lại bất cứ dấu vết gì sẽ không bị lục thừa vân hoặc trương vàng phát giác tiểu cương thi nằm yên ổn trong quan tài đại lão hổ cũng yên ổn trốn trong đại sảnh vạn thi trận kim tế đàn quan tài đồng đều không có dấu vết gì mặt họa yên lòng lúc này mới ẩn nấp thân hình lặng lẽ rời đi ngày thứ hai mặt họa lại giống như người không có việc gì lại đi theo sau lưng lục thừa vân tiến vào vạn thi tế đàn kết thúc trận nhãn của vạn thi trận sau khi tiến vào tế đàn mặt họa nhìn mặt nói chuyện phát hiện lục thừa vân vẫn trước sau như một cũng không phát hiện cái gì âm thầm nhẹ nhàng thở ra lục thừa vân là gia chủ tục vụ bận rộn mọi việc quấn thân lại phải vụn trộn xây vạn thi trận khống chế tiến độ trận pháp điều hành thi tu cũng tự mình vẽ linh xu tà trận đích thật là rất bận rộn hơn nữa những ngày qua hắn bận chuyện của mình cũng không quá quan tâm mặc họa trong mắt dường như cũng không còn mặc họa người này có khi mặc họa nói chuyện với hắn hắn cũng vẫn xuất thần hờ hững lạnh nhạt mặc họa mặt ngoài có chút mất hứng cảm thấy bị chậm trễ nhưng trong lòng lại mừng thầm không thôi hắn ước gì lục thừa vân không thèm để ý đến hắn ngoại trừ lục thừa vân ra chính là Trương Toàn. Trương Toàn hận mình. Nhưng hắn là một người mù trận, không hiểu trận pháp, thần thức cũng không mạnh. Rất dễ lừa gạt hắn. Mặt họa ẩn thân ở bên cạnh hắn, hắn cũng không phát hiện được. Trận pháp thì càng không cần phải nói, mặt họa chính là ở trước mặt hắn, vẽ sai trận pháp, vẽ loạn, vẽ loạn, loạn thất linh bát lạc, sai sót chồng chất thậm chí trực tiếp vẽ ra một trận pháp hoàn toàn không giống nhau, lấy trình độ trận pháp của Trương Toàn, hắn cũng chưa chắc có thể nhìn ra manh mối mặt họa khẽ lắc đầu quả nhiên phải đọc nhiều sách học nhiều tri thức tu đạo nếu không bị người ta đùa giỡn như đồ đần còn hồn nhiên không biết không bị phát hiện mặt họa liền yên tâm mấy ngày sau mặt họa liền mang lực chú ý đặt ở trên người thi tu trong quặng thi hắn muốn biết thứ cất giữ trong quan tài đồng rốt cuộc là cái xác gì nhưng hắn là người thường kiến thức về luyện thi không đủ khó có thể phán đoán chỉ có thể bắt đầu từ người trong nghề những thi tu này rõ ràng chính là người trong nghề mặc họa thực hiện một chút kế nhỏ trộn một ít bí tịch luyện thi từ trên người mấy thi tu thí dụ như luyện thi pháp thi huyết công luyện thi tường giải luyện thi đại giác thiên công khai thi thi môn nguyên lưu thi loại luận loại có đủ loại có công pháp có khái luận có tạp luận có sử sách có dị văn mặc họa mở rộng tầm mắt. Luyện thi mà thôi, những thi tu này, có thể nghiên cứu ra nhiều môn đạo như vậy. Tu giới quả nhiên mênh mông mà phức tạp. Mặc họa tranh tranh thời gian liền bắt đầu đọc những thư tịch thi đạo này. Nhưng đọc không được mấy ngày, liền cảm giác thể xác và tinh thần không khỏe. Trên sách máu tanh tà dị, phối đồ giải, cũng tà nhẫn xấu xí, làm cho người ta thấy buồn nôn. Mặc họa có chút bất đắc dĩ. Loại chuyện luyện thi này, quả nhiên không phải người bình thường học tu sĩ bình thường, ai sẽ cảm thấy hứng thú đối với luyện thi? Mặc họa nhịn không được lắc đầu, nhưng hắn vẫn chỉ có thể nhịn buồn nôn, tiếp tục xem tiếp. Chỉ là hắn nhìn rất nhiều, nhưng vẫn chưa hiểu rõ, rất nhiều nơi không hiểu ra sao, cũng có rất nhiều chỗ không hiểu rõ. Xem ra mình ở luyện thi không có thiên phú gì, mặc họa có chút thản nhiên, lại có chút may mắn. Hắn đọc sơ qua những quyển sách này, không miễn cưỡng nữa cũng không tiếp tục nghiên cứu nữa, mà ghi nhớ một vài vấn đề của mình, chuẩn bị tìm thi tu, tư vấn, một chút. Thi tu này phải thành thật một chút, phải nghe lời một chút, còn phải ngốc một chút. Nếu không không dễ lừa hắn. Mặt họa ở trong thi tu của quạng mỏ, vật đổi sắc, vài ngày, chợt phát hiện một người quen. Lục Minh, một người trẻ tuổi, khuôn mặt có chút cay nghiệt, con cháu lục gia. Mặt họa thần sắc khẽ động. Lục Minh chính là cái tên kia, Lúc đầu truy tra năm thợ mỏ mất tích, vào mỏ Lục Gia, dẫn đường cho mặt Hòa, gặp phải thảm trạng tử thi, nôn đến mức trời đất tối tăm, lại bị Mạc Hòa đe dọa, thổ lộ một ít bí mật của tu sĩ Lục Gia Lục Minh. Lục Minh đã không còn bộ dáng phách lối như trước đó. Sắc mặt hắn giống với thi tu khác, trắng xám như tờ giấy, vẻ mặt xám xịt, không có một tia tức giận, không thế nào nói chuyện, người khác phân phó cái gì, hắn đều làm theo, như là một hành thi còn sống mặt họa quan sát lục minh mấy ngày. Phát hiện hắn tựa như vừa tới không bao lâu, xem như người mới nơi này, là thi tu tầng dưới chót. Mỗi ngày học luyện thi, làm tạp dịch, nghe người ta mệnh lệnh làm việc. Buổi tối liền nằm trên giường, nằm thi, thần sắc đờ đẫn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lục minh người này, vẫn là rất dễ tra hỏi. Trước đó mặt họa đã hỏi hắn mấy lần. Đêm xuống, mặt họa ẩn đi ra cửa, Đến trong thạch thất của Lục Minh, yên lặng nhìn hắn. Thạch thất yên tĩnh, bốn bề vắng lặng. Lục Minh nằm ở trên giường, vẻ mặt chết lặng, bỗng nhiên trở nên vặn vẹo mà thống khổ, hai tay nắm chặt đầu, cuộn tròn ở trên giường, trong miệng thì thào, sao lại xui xẻo như vậy, lại là luyện thi, ta xong đời này không cưới được vợ, hắn ta đau đớn hối hận một hồi, lại đấm mạnh vào vách tường, oán giận nói, đều do tiểu quỷ kia, đều do hắn, chỉ trách hắn trách ta cái gì đây? mặt họa lên tiếng hỏi trong thạch thất yên tĩnh thanh âm đột nhiên vang lên quỷ dị mà non nớt nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha